Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammasavanakalu ayam paranta. Dhammasavanakalu ayam paranta. Dhammasavanakalu ayam paranta. Mọi người bỏ cái xuống ngồi thoải mái. Đầu tiên là xin chào tất cả quý vị Phật tử Hà Nội, mình gặp lại nhau sau một năm. Dạ, sau một năm hay như năm ngoái á, cũng khi được thuận thời gian này này có một dạng ở đây. Dạ, thì rất là vui. Mỗi lần mà cô ra Hà Nội thì cô rất là vui bởi vì cô rất là thích Hà Nội. Dạ, mình nói rằng là rất là cảm tình về thành phố Hà Nội, thì nhất là vì là thành phố cổ. Và thành phố có nhiều hồ, có nhiều cái xanh, mặc dù bây giờ sau khi một cái chuyện bị chặt rất là nhiều, nhưng mà ra lại thì vậy thì vẫn còn nhiều cái xanh. Và đặc biệt là Phật tử Hà Nội á, và sau này đó thì những người bạn trẻ quay về với Phật giáo nhiều và rất là nhiệt thành trong việc nghe pháp. Và ví dụ như hôm nay là coi như là hết chỗ rồi, mấy bà chị ở đây xích lên, có mấy em mới đi vô chỗ thôi. Mọi người đi dậy lên đây. Xích lên còn hai chỗ phía trên này ha. Còn nhiều chỗ lắm. xích lên nhầm vì đang có người vào mà chưa có chỗ. À, đây cái tinh thần ham học hỏi của Phật tử Hà Nội đó thì rất là đáng được trân trọng. Bởi vì chắc chắn là trong số đấy có nhiều vị là nghe pháp rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn tới nghe. Bởi vì quý vị thấy đó, mà sư cô cũng rất là tán thán cái tinh thần này. Bởi vì khi mình nghe pháp, dù mình nghe lại cái đề tài mình đã nghe vẫn có lợi ích. Đúng không? Bởi vì mình nghe là mình cùng một đề tài đó thôi, nhưng mà mỗi người giảng mỗi khác nhau. Hoặc là đó, mình nghe rồi nhưng mà đôi lúc mình không còn nhớ những điều mình nghe rồi, mình nghe thì mình nghe lại thì mình nhớ kỹ hơn. Và trong khi mình nghe như vậy có những điều mình chưa được nghe, mình sẽ được học thêm nữa. Và đặc biệt trong cái thời gian quý vị ngồi trong một cái đào trang thanh tịnh như thế này, thì suốt 2 tiếng đồng hồ là thân khẩu ý nghiệp của mình là thanh tịnh như đó. Và mình đặc biệt là mình phát sanh cái đức tin và trí tuệ. Và nó làm cho mình có được sự tinh tấn và hoan hỷ nhiều hơn. Cho nên đó, là lần sau quý vị cứ đừng có nghĩ rằng ô mình học nghe pháp nhiều rồi, bây giờ tới có gì mới đâu nghe. Đề tài cũ vẫn có điều mới cho mình học hỏi. Dạ. Thì hôm nay đó, thì sư cô cùng chị muốn nói về cái đề tài á, là mình phải hiểu rõ khi mình tu trong đạo Phật á, mục đích mình tu để được cái gì. Và cách tu như thế nào, một đề tài rất là căn bản. Bởi vì có nhiều người đi theo đạo Phật nhiều năm lắm, như cái 30-40 năm nha, mà nhiều khi bây giờ hỏi là tu bằng cách nào và tu để được làm gì, người ta còn rất là mơ hồ. Bởi vì một điều cũng khá là thiếu may mắn cho một số đại đa số Phật tử của mình là mình hiểu đạo Phật theo cái hình thức là niềm tin tín ngưỡng nhiều hơn. Vì quý vị thấy ở đây đó, phần lớn á, những người lớn tuổi mà họ đi chùa này theo nghĩa cầu xin, đúng không? Nghĩa cầu xin nhiều hơn. Ngày rằm ngày mùng một mua một nải chuối, một cái oảng bánh lên chùa, rồi xong đổi tiền lẻ nữa chứ. Và lần đầu tiên mà sư cô thấy ở đây người ta đổ một xóc tiền lẻ 500, 1000, 2000, và đi rải khắp giống như chó ăn xin vậy đó. Mà trong khi trên chùa đó làm quá nhiều bàn thờ đi, cho nên là người ta không sợ, không có giảm sọt cái băng thơ nào cả, cho nên người ta phải rải tiền điêu từ trong ra tới ngoài. Thì cái cách cũng dương mình như vậy là nó thiếu cái sự tốn kính trọng. Và khi mà xong bắt đầu đặt hương, đặt oảng, đặt chuỗi lên rồi bắt đầu cầu xin, thì cái bài mà cầu xin nó rất là dài. Cầu gia đạo bình an, cầu được tài, được lộc, được phước, đủ thứ. Nhiều khi người ta cầu 5 phút chứ có xong. Và thành ra là và người ta nghĩ rằng là họ, khi họ xin như vậy là đã gợi như Phật rồi, thì yên tâm là thế nào Phật cũng gia hộ cho mình. Còn cái chuyện là về là cứ làm ăn thì cứ làm ăn, nhậu nhẹt thì cứ nhậu nhẹt, nói lão thì vẫn cứ nói lão thôi. Vì người ta không biết cách để tu tập á, người ta tin Phật giống như là tin một cái vị thần. Thì mà vì sao, thật ra cũng trách họ, vì họ không được học hành, họ không được đọc kinh sách, không được ai dạy dỗ. Cho nên họ sống là xưa bay nay làm ngày xưa, sao thì thấy bây giờ cũng vậy thôi. Thì
Vậy bây giờ đó là cái trách nhiệm của chư tăng chư ni cũng như là trách nhiệm của các người những bạn quý Phật tử của chắc mình xin lên chụp lượng để có thêm mấy người vào hả? Dạ, cả nhà xin lên chụp lượng. Dạ, dạ xin sát luôn đi chú. À, xin lên, xin lên, lên hẳn lên. Hôm nay đông hơn bình thường. Rồi mình xin lên sạch sáng lên ha, để cho mấy người vô sau và có chụp không? Dạ. Dạ. À, cho nên á, quý vị thấy là lâu nay là một số đại đa số Phật tử đã đi chùa theo nghĩa cầu xin. À, và cũng là đại cái chuối buồn cao hay là một diện bệnh gì đó và ra cầu xin rất là nhiều và vậy là yên tâm là mình đã đi cúng Phật rồi. Vậy là mình đã tu hành rồi. À, mà trong khi đó mình khi mà mình hiểu Phật thật sự đó thì Đức Phật Ngài đã nói rồi là Như Lai đó là không thể cứu độ ai được cả. Như Lai chỉ là người chỉ đường mà thôi. À, bởi vì sao Đức, bởi vì mình hạnh phúc hay là mình đau khổ, mình có được sự bình an hay là mình bị tai nạn không phải là do người nào ban phước giảng hòa mà cũng ai giúp mình được, mà chỉ có gì kéo nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Và nghiệp là gì? Những hành động mà mình đã và đang tạo tác. Những cái nghiệp mà mình làm trước đây thì gọi là nghiệp quá khứ. Và những nghiệp mà mình làm, đang làm trong đời sống này và hiện đang làm trong ngày này, trong giờ này gọi là nghiệp hiện tại. À, thành ra đó là mình muốn hạnh phúc an vui cũng do mình, mà đau khổ cũng do mình mà thôi. Đức Phật Ngài không có giúp được cái chuyện là nhờ lại Phật mà mình được bình an ha, nhờ lại Phật mà mình được là qua tai qua nạn khỏi. Mình nhưng mà khi quý vị tới cúng dường thì chư tăng có tụng bài kinh chúc phúc, à, cầu mong cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh vân vân đó. Vì sao chư tăng lại chúc phúc được? Vì sao? Vì trước đó quý vị đã tới lâm phước rồi, đúng không? Quý vị khi tới lâm phước trai tăng, chư tăng chỉ chúc phúc sau khi quý vị đã lâm phước nha. Thế chư tăng ý khi mà chúc không không lắm á, để ý xem. À, quý vị tới là cúng dường hay lâm phước hay trai tăng gì đó thì sau khi quý vị đã lâm phước thì chư tăng đánh do cái phước mà quý vị đã làm đó, mong quý vị đạt được những cái điều này điều kia. À, cho nên á, mình muốn đời sống bình an thì mình phải lâm phước. Lâm phước ở đây không có nghĩa rằng phải đem tiền đem bạc ra. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ô, cứ sức của quỷ sứ thì cứ nói lâm phước mà tiền mình đâu có, mình lâm phước. Quý vị nhớ nhân sanh phước có 10 điều mà trong đó bổ thí chỉ là 1/10 thôi. Còn lại 9 điều kia đó là toàn là còn phải tinh thần chứ không phải vật chất. À, 10 nhân sanh phước là gồm có thứ gì? Thứ nhất là bổ thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tham thiền, thứ tư là cúng kính, thứ năm là phục vụ, thứ sáu là hồi hướng phước, thứ bảy là tùy hỷ phước, thứ tám là thuyết pháp, thứ chín là nghe pháp và thứ mười là cải chánh trí kiến. Quý vị thấy trong đó thì có 9 cái phước sau là không tốn tiền rồi đó. Chỉ có cái phước đầu tiên là tốn tiền thôi, mà mình cứ nghĩ lâm phước có đem tiền ra rồi là quý sinh khuyến con lâm phước tiền đâu mà làm. Thật chứ đâu có, đâu cần phải có tiền mới lâm phước được. Dự giới phước còn nhiều hơn cả bổ thí. Rồi hành thiền bổ phước còn nhiều hơn bổ thí nữa. Và thật ra đó, mỗi cái phước á, mỗi cái hành động của mình thì cháu rồi một cái loài phước tương ứng. Ví dụ như muốn giàu sang thì phải có phước gì? Phước vật chất. Mà phước vật chất là do bổ thí. Rồi muốn người ta được kính trọng mình thì mình phải có gì? Cung kính. À, mình phải cung kính người ta. Và có thêm một pháp nữa gọi là pháp trì giới. Khi mình giữ giới trong sạch thì mình là người có đức hạnh. Mà người có đức hạnh thì không cần đi kêu gọi người ta vẫn tôn trọng. Cho nên quý vị thấy không, những cái bậc mà tu hành mà đàng hoàng như ngài Hộ Pháp, ngài Hộ Nhẫn, ngài Viên Minh thì ai mà đằng xa mà tới là cũng muốn tới đảnh lễ cúng dường quý ngài, mặc dù quý ngài không muốn nhận. Quý vị mà vô cúng dường ngài Hộ Pháp mới xét năn nỉ ngài cũng không có nhận đâu. À, có nhiều bậc sư cố tẩy ngài già, có người đem tới cúng mấy cái trái ensua ba gia tới cúng ngài không nhận. Vì sao? Ngài có nhiều khi mình thấy rất là tội nghiệp người ta, ngài là không xứng của nhận. Vì ngài quan niệm rất là rõ ràng, mình chỉ nhận khi nào mình cần dùng thôi. Còn bây giờ đó, người ta đem tới cúng ha, thì khi mà mình nhận đó là mình đang tiêu cái phước của mình. Quý vị thấy không, phước của mình, cái gì tới với mình không phải tự nhiên đâu. Ai cho mình cái gì tức là đó là cái phước của mình đã tạo, người ta mới cho mình. Mà khi mà mình nhận đó tức là mình đang rút ngân hàng của mình ra mình sai. Mà mình rút nhiều thì mau hết phước. Cho nên ngài rất là tiết kiệm phước. Ngài nói mấy người đi lợi dụng sứ. À, đi lợi dụng sứ vì sao? Bắt sứ rút hết phước ra.
À, và ngài đó, khi nào mà người nào mà năn nỉ để ngài nhận đó, thì ngài nói đến là nếu như muốn ngài nhận đó thì phải ngồi đó để nghe ngài thuyết pháp thì ngài mới nhận cũng dường. Là vì sao? Là quý, khi mà ngài nhận cái tài vật của quý vị đó thì ngài phải thuyết pháp để ngài có cái phước bổ thí, để ngài bổ sung vô với cái tài khoản phước của ngài, chứ nó khoản bị lỗ. À, thành ra đó, một người mà hiểu nhân quả đó là mình thấy cái gì cũng có nhân có quả, chứ không phải từ trên trời nó rơi xuống đâu. Vì vậy cho nên đó, cha mẹ cho mình nhiều tiền, gia mình sinh ra một cái gia đình giàu có, rồi là mình cứ tiêu xài thoải mái, mình cứ nghĩ rằng tiền này cha mẹ mình cho. Thật ra không phải đâu, đó là phước của mình đó. Mà mình tiêu xài nhiều quá thì đến khi cha mẹ chết đó, là nó bán nhà bán cửa, cuối cùng nó đi ăn xin luôn, vì nó xài hết phước rồi. Cho nên ví dụ như mình cục mình có disconnected sao lâu nó bị nó quên, nó kêu lên nó đang bị tắt rơi, nó bị tắt, không phải nó không tắt, nó bị lỏng dây đó. Thì cái phước á, quý vị mới nên nhớ ha, mình hiểu nhân quả rồi thì mình thấy rằng không có ai ban phước giảng hòa cho mình cả. À, hồi nãy mình đang nói đó là phước vật, phước đức ha, giữ giới thì có đức hạnh thì sẽ được người ta kính kính trọng. Và thứ ba gọi là phước trí, phước trí tuệ. Phước trí tuệ thì giáo gì? Mình là thuyết pháp này, nghe pháp và hành thiền, thì ba và cải chánh trí kiến. À, thì đó là những cái pháp khiến cho mình có thêm trí tuệ. Ở thời bây giờ quý vị thấy mình quá may mắn nha. Thời ngày xưa đó, cách đây mà khoảng 10 năm, 20 năm á, muốn nghe pháp là phải vô chùa, đúng không? Mà vô chùa mà phải chờ đúng cái ngày rằm sầm hối. Ngày 30 ngày rằm thì cái đó chứ tăng có chùa thuyết pháp, có chùa không thuyết nữa. Và muốn đọc kinh thì phải lên thư viện mà mượn kinh, mượn sách mà đọc, mà rất là quý hiếm. Còn bây giờ đó, chỉ cần sau 20 năm thôi mà mình giống như có thân thông á. Quý vị thầy muốn nghe vị nào thì không cần đi lên chùa, muốn nghe pháp không cần lên chùa, chỉ cần có cái điện thoại của mình, có wifi mở và ra là mình muốn nghe cái gì là nghe, muốn nghe vị nào thì nghe, tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu gì cũng có hết á. Rồi kinh sách quý vị thấy không, trong cái điện thoại của mình là một cái thư viện luôn. À, vậy mà mình nhiều như vậy mà mình không có nhiều, mình giống như mình hưởng thừa hưởng cái giá tài rất là lớn mà mình không biết sử dụng thì nó uổng lắm. Mà mình nên nhớ cái quỹ thời gian của mình không có nhiều đâu. À, ngay cả người già thì đã không nhiều rồi, mà ngay cả người trẻ cũng vậy, bởi vì ai biết được mình chết khi nào đâu. Mình có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vì thấy mình đi xe mình rất là cẩn thận, nhưng mà cái người kia hoặc đi ngược với mình họ không cẩn thận, họ tống mình, thì mình vẫn có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên các ngài thiên sứ nói rằng như cái buổi sáng đi ra khỏi cái cửa nhà lại thì mình quảng răng chứa chắc là mình hôm nay mình đã quay trở lại cái nhà của mình nữa. Cho nên á, là luôn luôn á, mình sống á, cái nhà của mình khi nào phải sạch sẽ gọn gàng, lỡ mình có chết người ta mà có thể giấu. Người mà niệm sự chết á, là mình sống rất là đàng hoàng. À, và khi mà niệm sự chết rồi thì quý vị thấy ha, mình sống mình dễ bao dung tha thứ lắm. À, cho nên trong cái pháp hành thiền á, quý vị rất là quen cái pháp là niệm hơi thở rồi niệm tử niệm xứ ha, thì trong đó có cái phần niệm sự chết á. Người ta ngoài đời người ta nghe nói sự chết, nhắc tới cái chết là sợ lắm, nhất là người già, mà đặc biệt vùng người Bắc và người Huế đó, là người già mà nghe nói chết là họ mưa không nói là nói gì, nói chuyện gỡ ha, đừng có nói chuyện chết ha, người ta đã sắp ra tới lộ rồi mà cũng muốn nói chuyện chết nữa, họ sợ hãi. Bởi vì sao? Vì sao người ta sợ hãi? Vì người ta không biết chết sau người ta sẽ đi về đâu. Và những cái hiện giờ người ta có, người ta bám víu vào đó. Chứ còn khi mà chết rất buồn hết, người ta rất là sợ mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất chồng, mất con và mất cả cái thân xác này luôn. Còn bây giờ đó, mình mà hiểu Phật pháp rồi, hỏi thật trong đây có ai sợ chết không? Có ai sợ chết không? Có hả? Con sợ chết hả? Vâng ạ, sợ lắm cô ạ. Sợ hết. Vì sao sợ chết? Bởi vì thế. Con nợ nần vào. Bởi vì con không biết lúc chết nó thế nào nên là vẫn là sợ cô ạ. Ừ. Vâng ạ. Đó thì đó là lý do chính đó. Vâng. Mình không biết khi mình chết mình đi về đâu. Vâng. Mình sẽ gặp phải cái gì. Cho nên nếu như người nào mà dám nói không sợ chết là người đó phải sống rất là đàng hoàng, tốt, rất là tốt. Khi đó mình dám tự tin rằng giảm mình cũng giảm thôi, chứ hơi tự tin thôi chứ cũng chắc định nha. Với cái kinh nghiệm mà cần tự nghiệp của mình, cả đời mình tu hành mà tự do chỗ á, kêu đệ tử là ví dụ như sắp chết mà kêu đệ tử con ơi, bây giờ đó con làm cái này làm cái kia cho thầy mà nó không chịu làm, nó cãi lên nổi sân. Đúng không? Mà giống như ông vua A Dục đó, ông kêu người ta đi bổ thị mà người ta không bổ thị ông nổi sân lên.
mà một đời ông làm phước biết bao nhiêu mà kể, mà khi ông nổi sanh lên ông cũng sanh vào súc sanh, à, mặc dù cái rất là ngắn thôi. Cho nên á, nhưng mà ít nhất trong đời sống hàng ngày, quý vị muốn chết tốt thì mình phải sống tốt đó, mà muốn tái sanh tốt thì phải chết tốt, đúng không nè? Rồi muốn chạy tốt thì sống bây giờ phải tốt, cho nên là một cái vòng đời sống của mình là một cái sự tiếp nối tương tục. Và thật ra tu chỉ là sống trong từng giây phút cho nó tròn vẹn, tỉnh thức và sống. Mà cái nguyên tắc sống Đức Phật dạy vô cùng đơn giản: bỏ việc ác, làm việc lành và giữ tâm ý cho trong sạch, thì có chừng nói chuyện thôi. Ngoài đời thì người ta cũng nói bỏ ác làm lành rồi, chỉ thiếu cái giữ tâm ý cho trong sạch, thì mình thêm cái giữ tâm ý cho trong sạch. Đó là kính câu Phật cũ đó ha, không làm các việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời dạy của chư Phật. Chư Phật ba đời dạy là thiên kính vàng quyển, bây giờ mà đọc kính nhiều lắm, nhưng mà thật ra tóm tắt chỉ có ba điều đó thôi. Việc ác, một việc xấu mà hại mình hại người dù nhỏ một xíu cũng không có làm, một việc tốt dù nhỏ cũng không có quay thương. Mình đừng có chơi việc lớn mình mới làm nhé, bởi vì cả đời mình có được bao nhiêu việc lớn, đúng không? Nhưng chỉnh những cái việc nhỏ hàng ngày đó đó, thì chỉnh là cái phước của mình. Ví dụ như mỗi ngày quý vị chỉ cần làm đơn giản: buổi sáng dậy thắp cái hương, lạy Phật ba lạy, xin năm giới, thọ trì tam quy ngũ giới, tụng một cái bài kinh, ngồi thiền trong vòng, quý vị trong vòng làm trong vòng nửa tiếng thôi, quý vị thấy phước bao nhiêu không? Nhiều lắm nha. Vì mình bắt đầu một ngày với cái tấm, với niềm tin, với sự tốn kính tám bảo. Rồi bắt đầu bằng cái sự giữ giới này, tức mình có phước giữ giới này, mình cũng hướng cho Phật là có phước bổ thí này. Mình hành thiền dù 15 phút thôi, mình có cái phước hành thiền. Như vậy mình bắt đầu một ngày, mà cái phước của mình á, nó tỷ lệ thuần với cái tấm của mình nha, chứ không phải tỷ lệ thuần với cái vật chất đâu. Ví dụ như quý vị thấy ha, cung cúng dường, cung bổ thí, mà một cái người ăn xin, một ngày họ chỉ kiếm, họ chỉ xin được có 100 ngàn đồng thôi. Mà họ đó giảm bỏ ra 100 ngàn đồng để mà họ đi cúng dường làm một buổi trai tăng. Mà không đủ trai tăng nữa, họ chỉ vô cùng phước thôi. Và bây giờ một người là tỷ phú mà họ bỏ ra 100 triệu, họ cúng dường, họ ký cái xét cái rẹt. Bây giờ phước người nào nhiều hơn? Một người ăn xin mà họ chỉ xin ngay được vài chục mà họ cúng 100 ngàn. Và người tỷ phú cúng 100 triệu, vậy phước người nào nhiều hơn? Người ăn xin nhiều hơn, đúng không? Bởi vì để mà họ bỏ ra được cái số tiền lớn đó đó, và họ kiếm rất là khó khăn, là cái tấm của họ phải rất là mạnh mẽ, phải niềm tin phải rất là mạnh mẽ. Và họ cho nên là nó tỷ lệ thuận vào cái tấm, mà càng mạnh thì phước càng lớn, chứ không phải cái vật chất càng nhiều là phước càng lớn. Khi mình hiểu rõ cái nguyên tắc đó rồi đó, thì quý vị thấy rằng là chuyện lâm phước nó dễ vô cùng, không cần có tiền vẫn lâm phước được. Chứ còn nếu như mình không hiểu đó ha, nhất là mùa dân y này này ha, mùa dân y này quý vị thấy không, để làm thí chủ lễ dân y Katina, một cái ngôi chùa lớn á, là 200 triệu, 300 triệu, có khi 500 triệu, mà một thí chủ bỏ ra thôi. Với mình có nhiều người họ út chào cái nhà đó họ giàu ghê, họ bỏ ra được 500 triệu cũng dương Katina, mà nhà mình biết tới khi nào mà làm được cái phước đó, buồn ghê. Thì như vậy là tấm đó tấm gì? Tâm sân. Tâm gánh tị đó, gánh tị. Mình buồn vì mình làm không được, tức là mình gánh tị, và tâm buồn đó là tâm sân. Trong khi ngược lại á, mình nhìn là mình là ồ, công nhận cái nhà này họ giảm bỏ ra tới 500 triệu, hoan hỷ về cái tấm của họ quá, mình tuy xin tùy hỷ công đức, và trong tâm mình là tôi xin tùy hỷ về phước của vị này. Thì khi đó mình tâm gì? Tâm tùy hỷ, tâm đại thiện. Ngay tại khi đó đó ha, cái phước của mình cũng vô cùng lớn luôn. Quý vị biết là cái ngày mà ông Cấp Cô Độc á, mà ông dâng cái tình xả kỳ viên á, cho lên cho Đức Phật và chư tăng đó, những người mà đứng đó chứng kiến và tùy hỷ thôi cũng được sanh lên cõi trời, cũng được ở lâu đài. Bởi vì cái phước tùy hỷ trong việc xây dựng thì cũng giống như mình góp phần vào trong việc xây dựng vậy đó. Cho nên cái tấm nó vô cùng quan trọng, chắc không phải là cái vật chất nghe. Mình không bỏ tiền ra, mình không làm mà mình hoan hỷ thôi cũng có phước. Đương nhiên cái phước của mình sẽ ít hơn cái người mà họ bỏ công bỏ của, nhưng ít nhất là cái tấm của mình, quý vị thấy không, cùng một cái hành động là nhìn thấy người ta làm mà mình không làm được, mà một bên thì buồn quá, gánh tì và buồn và tủi thân, đó là tâm sân, và một bên là hoan hỷ vui theo về họ, và mình nguyện rằng sau này mình có tiền mình cũng sẽ làm như họ vậy đó. Thì cái bên kia này là có phước, bên kia là không, là có tội. Cho nên là chỉ cần cái sự tác ý đúng thôi, tác ý đúng gọi là như lý tác ý thì tâm sẽ thiền, mà phi như lý tác ý là tác ý sai, suy nghĩ sai thì cái tâm nó bất thiền.
Cho nên cái giữa cái thiện và cái ác ấy, nó chích nhích quá nhích lại một chút xíu thôi, chứ không phải gì không nhiều đâu nha. À, vì vậy trong tu là trong đời sống hàng ngày, từng cái lời nói, từng cái ý nghĩ, từng cái việc làm của mình chính là tu, chứ không phải chơi lên phố trường thiền mày tu, không phải chơi lên phố lâm chùa mày tu nha. Mỗi ngày từ khi mở mắt cho tới khi đi ngủ lại đó, suốt 20 tiếng đồng hồ đó đó, mỗi cái hành động thân khẩu ý của mình đều là nghiệp cả, và tu là tu trong tại chỗ đó đó, chứ không phải chơi lên chùa mày tu. À, vậy thì đó, khi mình sắp, khi mà một ý nghĩ nào khởi lên thì mình nhận ra ngay đây là tâm gì, tâm tham hay tâm sân. À, khi mình ăn mà mình thấy ngon mà mình khởi tâm tham, mình nhận ra ngay có tâm tham. Mà mình dở, mình bực bội, nhận ra ngay là có tâm sân. Vậy là hành thiền rồi, chẳng cần đúng phải vô trường thiền mới là hành thiền. Mà như vậy hành thiền rồi là trí tuệ phát sanh ngay tại chỗ đó, nó trí tuệ rồi. À, cho nên tu hành nó không có khó, nhưng mà ngược lại cũng rất là khó. Vì sao? Giờ nào phải tu cả không có nghỉ. Và ví dụ như quý vị mà hành thiền á, một ngày ngồi 1 tiếng đồng hồ, có nhiều người tự hào rằng ồ, một ngày tôi ngồi tới 4 tiếng. À, vậy thì đó, 4 trừ 4 tiếng ra đó làm cái gì? Có hành thiền không? À, mà nếu không hành thiền thì 4 tiếng đó làm sao mà bù lắp lại 20 tiếng đồng hồ không hành thiền? À, cho nên á, có nhiều người không hiểu cái pháp tu của thầy Viên Minh. Họ mà nói thầy Viên Minh thì thầy hay nói rằng là thiền thì đâu cần phải ngồi. Họ mới nói thầy, vậy là thầy không có đồng ý chuyện ngồi thiền, mày tu muốn ngồi thiền thì làm sao? Nhưng mà thật ra đó, thầy nói đây này, tu không thiền không phải là ngồi, mà khi nào cũng thiền cả, mà khi nào cũng thiền cả là còn khó hơn ngồi thiền nữa, đúng không? Cho nên quý vị thấy là khi nào quý vị vào rừng thiền á, để ý xem mình ngồi 1 tiếng đồng hồ mình rất là tinh tấn, rất là thoải, rất là nỗ lực ha, nhưng mà khi nghe cái kẹo xong rồi thì sao? Đứng dậy quên hết trơn, đúng không? Đi ra thoải mái nói chuyện luôn, mấy tiếng đồng hồ sau là thoải mái, coi như hôm đó mình làm xong việc rồi. Ra chơi của hồi đi học đấy. Đúng rồi, ra chơi rất là lâu. À, vậy thì cho nên trong khi á, cái cách của thầy dạy đó, thần trọng chủ tâm và quan sát trong từng giây phút đó, quý vị thấy rất là khó. Cho nên nghe tưởng là không tu nhưng mà vô cùng khó, vì khi nào không phải làm cái chuyện đó cả. À, và nếu như mà làm được thường xuyên và liên tục như vậy đó, thì mình mỗi cái việc làm mình thận trọng thì mình ít lỗi lầm. Quý vị thấy á, cục vào nấu ăn, mà vì sao có người nấu ăn mà hay bị bỏng tay, vì đứt tay? Vì sao vậy? Quý vị để ý xem những lần mình bị bỏng tay đứt tay có phải vì một lúc mà mình làm 2-3 việc không? Mình không có chủ tâm. Mình bỏng dầu là mình thả vô, mà mình thả mà không có thần trọng, thiếu cái sự thần trọng thì thả mạnh quá thì dâu nó bung lên, nó văng qua, nó bỏng mặt, bỏng tay. Cho con nghĩ như khi mà mình thần trọng thì mình thấy rằng muốn để cái này thì phải mình dùng một cái lực chân nào là vừa. Thì đó chính là giới trong một cái công việc mình làm đó. Thần trọng chính là giới đó. Ngay cả khi quý vị mà làm bếp đó, ha, để như quý vị thần trọng đó, từ khi mà mình mở cái nắp, cái cửa tù ra là phải thiệt là gọn nhẹ, để cho những người xung quanh không có nghe tiếng ồn. Lấy cái nồi á, nhiều cái nồi nó đùng với nhau, đệm với nhau như vậy, nhưng mà làm sao mà lấy thiệt nhẹ, không gây cái tiếng ồn giữa cái nồi này với nồi kia nè. Múc gạo mà đổ ra cũng không nghe cái tiếng, mà đổ gạo mà nó rao rao như vậy nè. Đổ nước thì vằn cái vòi làm sao mà vừa đủ để không văng lên cái chỗ xung quanh cái thanh nồi chẳng hạn. Quý vị làm từng cái động tác mà quý vị chủ tâm như vậy đó, thì làm sao cái tâm của mình mà nghĩ lung tung lăng tăng nữa. Thì cái giờ mà mình làm việc đó là giờ mình thiền thật sự luôn á. À, tròn vẹn chủ tâm quan sát thì cái khi đó là cái công việc của mình chất lượng á, vô cùng tốt luôn. Còn một người mà làm á, mà vừa làm vừa nói chuyện, vừa quay tivi, rồi vừa cãi nhau rồi này kia, rồi cái tấm bực bội lá trong mặn con nữa đó, quý vị thấy cái chất lượng người đó có tốt không? À, chưa kể là khi nấu ăn mà có nhiều người đó là cái tấm rất là sân. Trời thì nóng, đi làm về ông chồng cũng đi làm, mà bà vợ cũng đi làm, mà về thì ông chồng thì ngồi quay tivi, và bà vợ phải vô bếp. Thì khi đó là bà vợ rất là bực bội, vì sao cùng đi làm mà ông không ngồi chơi mà bắt tôi phải nấu? Mà đương nhiên là vì ông không biết nấu, hoặc là ông nấu mình ăn cũng không còn nổi. Vậy là mình vẫn cứ tức. Và quý vị thấy trong nửa tiếng hoặc 1 tiếng đồng hồ quý vị đứng làm bếp mà quý vị tức giận đó, có một chút phước đức nào không? Không có nha. Bởi vì phước không biết cái tâm, mà tâm phải là tâm thiền mới là phước, mà tâm sân làm sao có phước được. À, cho nên là mình, mà trong khi chỉ cần đổ cái sự suy nghĩ một chút thôi, thay vì suy nghĩ là mình ghen, mình gánh tì với ông chồng đó,
thì mình nghĩ thôi thì bây giờ trong nhà thì thể nào phải, chỉ cần có phải có một người nấu, chứ không thể hai ba người vô mà mình nấu tốt hơn thì mình nấu. Và mình nghĩ thêm điều á, cái người mà không nấu mà được ăn tức là người đó đang hưởng phước, còn cái người mà đi nấu cho người khác ăn là người đó đang tạo phước. Vậy thì mình cứ mình đang tạo phước, mình cảm ơn mình đang có cái duyên để tạo phước. Bây giờ mình còn mạnh khỏe mình mới tạo phước nổi, chứ sau này bệnh nằm chỗ muốn nấu cũng nấu không được, đúng không? Sau này ông chồng ông chết rồi, con nó đi xa rồi, muốn nấu cho họ ăn cũng không được, đúng không? Đó phải dễ để có cái cơ hội để mình làm phước. À, thì khi suy nghĩ như vậy á, thì quý vị thấy làm nó cách rất là vui vẻ, và làm như vậy thì mới có phước. Cho nên đó cũng là tạo ý đúng thôi. Tu là chỗ đó chứ không phải ở đâu xa hết á. Chính cái cách suy nghĩ đúng, hành động đúng của mình á, là cái đời sống của mình, dù sống ở đâu, ở chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Có nhiều người cư sĩ ở nhà đó rất là ảo tưởng về đời sống trong chùa, cứ nghĩ rằng ôi trời, ở nhà nó bần rộn rồi, nó rộn ràng rồi, nhiều chuyện quá, tôi không nổi, tôi lên chùa tôi tu. Thật ra lên chùa quý vị cũng tính làm chừng đó chuyện không khác đâu nhé, phải không? Ở nhà quý vị quẹt nhà lên, có cái nhà chừng này có 20-30 mét vuông, lên chùa bao nhiêu, 2 mẫu. À, ở nhà quý vị quẹt 5 phút, quẹt nhà 5 phút xong lên chùa sẽ có 1 tiếng đồng hồ mới quẹt xong cái sân. Mỗi người một khu vực nha, mà buổi sáng là quẹt sân 1 tiếng đồng hồ mới xong nha. Rồi ở nhà quý vị nấu ăn cho mấy người, 3-4 người, lên chùa sẽ có nấu ăn cho 50 người. À, đừng có tưởng ảo tưởng rằng lên chùa khỏe. À, ở nhà đó chỉ có 1-2 người làm phiền mình, lên chùa có thể 50 người làm phiền mình, vì họ không giống ý mình là mình phiền rồi. À, và ở chùa quý vị có thể cãi chồng cãi con được, cái lên chùa sư phụ là đâu giống cãi, đúng không? Cho nên đừng có ảo tưởng lên chùa là không là sung sướng và cái dễ tu nghe. Ở đâu nếu như tu thì ở đâu cũng giống nhau hết á, vì ở đâu cũng là có mình và có mọi người. Và tu là làm sao để mà mình dung hòa, mình sống hài hòa với mọi người ở khắp mọi nơi. Chứ ở đâu thì tu tại đó đi, đừng có đừng mộng tưởng ảo tưởng tôi lên chùa tôi mới tu được. À, tuy nhiên lên chùa thì nó vẫn có một cái lợi thế của việc lên chùa, tức là mình không phải bỏ thì giờ ra. Một ngày quý vị bỏ ra 8 tiếng để quý vị đi làm, để kiếm sống, để có lương. Rồi về rồi ăn uống ngủ nghỉ nữa đó, giỏi lắm một ngày mình chỉ có được 2 tiếng để mình tu tập. Ở chùa đó thì cũng làm nhiều, nhưng mà chùa thì chỉ làm buổi sáng thôi. Và buổi chiều đó, thường thường các chùa là phần lớn là buổi chiều không làm, chỉ để học. Hoặc là buổi sáng chỉ làm một tuần, cả làm 3 buổi, và 3 buổi cũng được học chẳng hạn. Thì vẫn làm nhiều, nhưng mà ít nhất là cái việc làm đó là phụng sự cho Tam Bảo. Và cái giờ để mình tu và học được nhiều hơn, và có thầy, có bạn cùng tu với mình thì nó dễ hơn. Nhưng mà phiền não vẫn cứ y nguyên, nếu như mình không biết tu thì cái duyên để khởi phiền não vẫn cứ đây như vậy. À, cho nên môi trường nào, mà hơn nữa ha, có những người muốn tu nhưng mà có vợ, có con, có 12 tuổi, 3 tuổi mới học là cấp 1, cấp 2 mà đòi đi tu. Rồi thì con mình đi tu rồi ai nuôi con? À, cho nên á, những người mà đang có con nhỏ đó mà lên chùa mà tu thì thường sẽ cô không có gì. À, bởi vì mình muốn họ phải làm xong trách nhiệm với con cái, với gia đình trước. À, trừ khi đó, thì nếu như đã người họ đã ly hôn và người chồng nhận nuôi con, hoặc là có ông nội, bà ngoại gì đó nuôi rồi đó, và chắc chắn rằng những cái họ đã sắp xếp đầy đủ và gia đình tạo điều kiện cho họ đi tu, thì khi đó mình mới nhận. Còn họ trốn tránh gia đình để mà đi thì mình không chấp nhận người như vậy. Bởi vì con mình mà mình không thương thì mình thương ai? Mà một người mà ích kỷ mà đi tu đó, đi trốn tránh đi tu đó, thì cái đó là rất là khó. À, khi quý vị mà làm cái việc gì mà không tròn á, mà quý vị vô ngồi thiền á, là cái tấm trào hội nó khởi lên nhiều lắm. Mà trào hội khởi lên nhiều thì không thể nào đắc định, mà định không đắc của kia mà con đắc đạo quả, làm sao nó làm cho nổi. À, cho nên là mình đừng có ảo tưởng rằng có đi tu vào trong chùa mình tu tốt ha. Làm cha làm mẹ cũng chính là cách tu rất là tốt đó. Làm con làm cái cũng là cách tu rất là tốt. Mình đang ở đâu thì mình tu tại đó, đang đi làm thì tu theo cách đi làm, và đang ở nhà nội trợ thì tu theo cái cách ở nội trợ. Mà chỉ cần quý vị tu thôi là quý vị an lạc ngay cái giây phút mình tu rồi đó, không cần chờ đâu xa nha. Cho nên á, tu của đạo Phật nhớ ha, Đức Phật nói pháp của Đức Phật là gì? Thực tài hiện tiền vượt ngoài thời gian.
Bây giờ đó, đó hành thiền ha. Quý vị nói chỉ cần hành thiền là sao? Trở về tâm của mình, theo dõi thân tâm. Đáng sống như vậy nha. Ai nói chuyện mình bực ấy lắm, chỉ cần quay trở lại, hít sâu, thở dài vài hơi và quan sát cái tâm của mình. Quý vị thấy mình im ngay lập tức. Vài giây thôi chứ không cần vài phút đâu. Nếu quý vị đã từng mà thử, hoặc là sau này quý vị về thử đi. Chỉ cần quay trở về theo dõi thân tâm thôi. Thì bởi vì sao? Khi mình sân mà mình không theo dõi đó, thì cái cơn sân nó là chủ tệ, đúng không? Nó là, bởi vì chỉ có sân thôi mà. Mình giận cái ông bà vợ quá, giận ông chồng quá, cho nên bây giờ càng nhìn ông là càng tức. Mà càng tức là càng nói, rồi bên kia nói qua bên này nói lại thì càng coi như là như một cái nồi được sôi. À, và mình nói ra những cái lời làm tổn thương người khác, mình có những hành động làm tổn thương họ. Và sau đó đó có những lúc rồi mình lỡ đánh, ta đánh người ta tổn thương, hoặc mình nói những lời làm người ta tổn thương, người ta bỏ đi rồi, khi đó đau khổ vô cùng, hối hận cũng không kịp. Còn bây giờ đó, mỗi lần mà chồng nói điều gì mình không hài lòng, vợ nói điều gì mình không hài lòng, ngay trong cái lúc không hài lòng đó đó, đừng có chạy theo. Thường là vì quý vị hay chạy theo những, chạy theo cái đối tượng đó. Là cái là mình ghét người nào là hay càng để ý tới người đó. Quý vị để thấy không? Hằng chửi mình thì sao mình lớn đi không, cứ ngồi nghe cái thứ nó chửi cái gì để chửi lại, để có bắt bẻ tên cái chữ của nó đó, đúng không? Rồi thấy người nào nhìn cái mặt nó cũng ghét, nhìn cái tướng của đi cũng ghét, nhìn cái cách nó ăn cũng ghét, nhìn cái cách nó nói cũng ghét, vậy mà cứ nhìn thôi, nhìn để bắt bẻ đó. Tham đó là mình thêm, mình giống như lửa đang đỏ như vậy, con đổ thêm dầu hỏa vào cho nó đỏ thêm nữa. Mình đã đi sai cái cách rồi. Tham đó đó, những cái lúc như vậy mình không có chạy theo đối tượng ha, quay trở về nhìn lại tâm của mình. Thì cứ vì cái hành động mà quay về lại đó nó vô cùng mầu nhiệm ở chỗ ra sao? Chỉnh cái khi mình nhận ra quay trở về, cái gì quay trở về? Chánh niệm tỉnh giác khởi lên. Mà chỉ cần chánh niệm tỉnh giác khởi lên là sân nó trở thành đối tượng, chứ nó không phải là chủ thể nữa. Trước đó mình nhìn người kia đó thì cái tâm mình là tâm sân và người kia là đối tượng. Bây giờ đó, mình quay trở về, mình nhìn cái tâm của mình thì người kia không còn tồn tại nữa rồi. Vì mình đâu để ý tới họ nữa. Và bây giờ mình chỉ nhìn lại cái thân tâm của mình. Và cái thân tâm sân khi đó đó, nó đã trở thành đối tượng mình quan sát rồi. À, nó không phải là tâm nữa. Mình nói chỉ là đối tượng để quan sát, cái tâm nó đã diệt đi rồi. Cho nên đó là, trong Thiền Tông mình có nói đó. Là bất quỷ tham sân khởi, duy khủng từ giác trì, là không có sợ tham sân khởi lên, chỉ sợ là mình từ giác bị trễ thôi. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là cái giống như kiểu cái phao cứu sinh cho mình đó. Những lúc mình đau khổ nha, đừng không cần phải đi lên là thắp hương rồi lạy Phật hay là lạy thần, lạy Bồ Tát gì hết á. Quay trở về theo dõi cái tâm của mình đó. Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác soi lại tâm của mình. Quý vị nhớ cái câu mà trong câu chuyện Thiền Tông mà nói rằng là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, mà Ngài qua mà Ngài ngồi cựu niên diện bích á, 9 năm mà ngồi nhìn vô lưng núi, vô quay lưng mà nhìn núi thôi. Thì sau đó có Ngài Huệ Khả tới đó, mình nói rằng là xin Thầy dạy cho con cái pháp an tâm. À, rồi cái vị kia, mình phải thay, mà vị kia, bức Ngài Bồ Đề Đạt Ma bà nói đó, tâm của ông đâu, lấy ra ta an cho. Thì Ngài quay vào, Ngài nhìn nói, con tìm tâm mà không có thấy. Bởi vì sau khi mà mình thật đang sân mà mình quay trở về, mình nhìn sân thì thật ra cái nào cái sân nó mất rồi. Cho nên gọi là tìm tâm mà không có thấy. À, thì khi đó Ngài mới nói, vậy ta đã an cái tâm cho ông rồi đó. Tức là sao? Và khi mình quay trở về thì ngay tại khi đó tâm mình an liền. Mà Ngài nói ta an cho ông, cũng nghĩa là khi ông quay trở về ông không thấy tâm nữa, tức là tâm ông đã an rồi. Cho nên pháp là nó ngay thực tại luôn. Tu là vượt ngoài thời gian, tức là sát na này mình tu, là sát na này mình an lạc. Cái pháp hành thiền mà hay vậy đó. Chứ không cần chờ là mình tu bây giờ thì ngày mai mình mới an lạc, cái năm sau hay đời sau mình mới an lạc đâu. Cái pháp mà hành thiền tự niệm xử đó, ngay giờ phút nào mà quý vị mà niệm, ngay cả khi quý vị đang đau nha, mà quý vị niệm cái đau thôi đó, thì cái đau đó nó cũng sẽ không còn là, nó là quá là mạnh liệt đến nỗi mà nó khống chế mình nữa. Mà mình nhìn thấy, mình tách nó ra, mình không còn đồng hóa mình với cơn đau nữa. Và tách ra thì gọi là chánh niệm, nó nhìn cơn đau. Vậy thì cơn đau bây giờ đó mình thấy nó sinh lên, rồi nó diệt đi, nó tăng, nó giảm sao đó. Mình khách quan với nó, mình không đồng hóa với nó nữa.
thì khi đó mình đạt tới cái trạng thái là thân đau mà tâm không đau. Mà thật ra là cái tâm đau mới là cái làm mình phiền, chứ còn cái thân đau không có phiền bằng cái tâm đau đâu. Đức Phật Ngài cũng bị đau lưng, Ngài cũng bị đau tiểu lì, nhưng mà Ngài cũng bị phiền não. Còn mình bị đau, mình phiền não là do cái tâm. Mình chống đối với cái chuyện đau, mình không bằng lòng về nó, mình muốn diệt nó, mà diệt không được là càng sân nữa. Cho nên á, hành thiền không khó. Chỉ là sao? Quay trở lại quan sát với cả đáng là thôi. Và không có phê phán, không có kết luận. Quý vị á, bản thân mình cũng không phê phán, không kết luận ha. Và cũng mình đừng đến phê phán và kết luận người khác, bởi vì những cái mà mình thấy chứ chắc đã đúng đâu. Mình nhìn một người nào đó đó, họ nói năng thô thảo, mình chê họ. Thật sự ra nhiều khi cái thô thảo đó là thói quen của họ, chứ họ không có sẵn sàng. Còn có nhiều người thì nhìn đó, bên ngoài là rất là trầm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng biết đâu trong đó cũng có cái sẵn vi tế, nhưng mà họ kiềm chế. Quý vị thấy có những người mà họ từng làm tướng, làm sĩ quan, khi nào họ nói to cả chứ chắc là họ đã sẵn. Mà mình cứ thấy ai nói to là mình người đó nói là đang sân chứ chắc. Rồi tham cũng vậy á, quý vị thấy cung lý cũng dương ha, cung lý bổ thị, cung lý tư thiền, mà cái tâm có giống nhau không? Không. Không ha. Có người đi làm tư thiền với tâm bất thiền, đúng không? Mà có người đi làm tư thiền với tâm thiền. Đi làm tư thiền á, mà bởi vì sao? Ham danh. Ai đi thì mình phải đi. Ham lời. Rồi á, đi làm từ thiện mà chụp hình là phải đứng ra trước. Đúng không ạ? Rồi mà ghi tên thầy mà nói tên mà thiếu tên mình gọi là không chịu nổi đó. Hoặc là tên mình mà đọc sáu tên người khác cũng thấy khó chịu đó. Tâm gì? Tâm sân. Đó. Mà mình không có thấy, mình cứ nghĩ mình đi làm từ thiện là tốt đẹp hết. Chỉ có mình mới biết cái tâm mình là tâm gì thôi. Cho nên là tu là quay trở về thấy rõ cái tâm của mình. Người trên đi xuất gia cũng làm chân đạo chuyện, tài gia cũng làm chân đạo chuyện. Cho nên đừng có ảo tưởng là mình phải lên chùa mình mới tu. Lên chùa cũng tu tự niệm xứ, cũng thân thọ tấm pháp, mà ở nhà cũng thân thọ tấm pháp thôi. Chỉ khác nhau là giới bên này năm bậc Phật, quý vị Phật tử thì giữ năm giới hoặc tám giới, còn chư tăng thì giữ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni thì nhiều giới hơn. Nhưng mà giới đó cũng chỉ là chỉ định thôi. Còn thật sự ra chánh niệm tỉnh giác á, thần trong chủ tấm quan sát đó mới chính là cái giới mà từng giây phục luôn đó. Vì vậy cho nên là mình tu, mình hồi đầu tiên sư cô đặt vào nói rằng bây giờ mình tu là để đạt cái gì, không có đạt cái gì hết á, không có mong cầu thành cái này thành cái kia gì hết á, tu là bỏ bớt thôi. Quý vị nhớ, tu là bỏ bớt chứ không thêm được cái gì hết á. Vì sao? Vì mình đã từng tập nhiều thói quen xấu rồi. Bây giờ tu là bỏ bớt thói quen xấu thôi đó. Ví dụ như quý vị thấy á, người ta nghiện thuốc thì bây giờ người ta bỏ thuốc. Chứ nếu ai không nghiện thuốc đâu cần bỏ thuốc làm chi. Tâm vốn là nó sáng chói, mà vì những cái phiền não bên ngoài tới, nó làm cho mình, khiến cho mình là tham sân si sinh khởi. Còn bây giờ mình bỏ bớt hết, mình buông ra hết á, mình nhìn cái gì vậy như nó đang là thôi. Nhìn cái hoa này như nó đang là thôi. Và không có khởi tâm ưa hay ghét nó cả, thì đâu có vấn đề gì đâu. Thì ngay tại cái giờ phút mình nhìn cái hoa mà không tham, không sân, không si, thì giờ đó là niết bàn rồi đó. Mà nhìn cái hoa mà mình không dừng lại ở chuyện nhìn cái hoa, mình nhìn cái hoa xong là nhớ, ồ hoa này hoa hồng biểu tượng của tình yêu. Mình nhớ lại ngày xưa anh đẩy lên tặng mình bông hoa, bây giờ anh để đâu rồi, ôi buồn quá. Bởi vì bây giờ thành tâm gì rồi? Nó đi xa thực tài. Hối tiếc. Tâm hối tiếc, tâm sân. Hoặc là bây giờ đó, ngồi mình nhìn cái hoa này đẹp quá, bây giờ làm sao mà rác nữa, mà thực phẩm xong mình xin cái hoa này đem về nhà. Tâm gì? Tâm tham, đúng không? Còn bây giờ nhìn nó như nó đang là thôi, thì thấy là tôi chắc không khởi tham, không khởi sân gì cả. Thì ngay tại đó là thấy pháp như nó đang là rồi. Nó sao thấy vậy? Không cộng thêm, không trừ bớt gì hết á. Không khởi thêm cái tấm ghét nó, không khởi cái tấm thương nó gì hết á. Chỉ cần sống như vậy thôi. Mà mình á thì mình hay thương ghét lắm. Bây giờ mình nói được, vậy thì con mình thương à? Chồng mình thương à? Bây giờ cái thương đó, cái thương kiểu gì á? Có hai loại tấm thương. Thương về tấm tham ái và thương về tấm từ, tấm bi. Mà mình hay thương về cái gì? Thương mà với tấm sở hữu.
đó là của mình, và đây là chồng của mình, đây là con của mình, và mình thương họ thì mình có cái điều kiện họ phải thương mình, đúng không? Còn nếu như họ không thương mình á thì sao? Quý vị thấy không, mình đang thương ông chồng vậy mà ông chồng đi thương người khác, vậy cuối cùng mình có thương ông nữa không? Khó, khó lắm. Và bây giờ cái đoạn đáng xem giữa thương và ghét rồi cộng với nhau, phải không? Và trở thành hận. Và như vậy là cái tình thương đó, về thì mình đâu phải thương ông đâu mà mình thương mình. Thật ra khi mình nói mình thương ai đó là mình thương mình hơn là mình thương họ đó. Là vì sao? Vì họ làm giàu cho cái bản ngã của mình, đúng không? Con nó làm giàu cho bản ngã của mình, chồng làm giàu cho cái bản ngã của mình, cho nên mình nói thương chồng thương con, thật ra là mình thương bản thân mình thôi. Hoặc là khi một trong gia đình mình có một người qua đời mà mình khóc, là mình khóc cho ai? Mình khóc cho người đó hay mình khóc cho mình? Mình khóc cho mình đó, vì mình không còn mẹ nữa, mình không còn cha nữa, mình không còn người bạn thân của mình nữa, tức là cũng là vì mình mất, vì họ đi mình mất một cái gì đó của mình, chứ đó con thật sự họ đi đâu có cái gì vấn đề của họ đâu, con vấn đề nữa đâu, họ đi là họ sống chuyện của họ rồi, nhưng mà mình khóc là khóc cho mình chứ không phải khóc cho họ, mà mình cứ tưởng mình khóc cho họ không à. À, cho nên mình khóc vì cái tâm sân, tham không được cho nên sân. À, vì vậy trong một cái đám tang á, quý vị phải coi lại cái tâm của mình, có cái gì phải khóc phải thương hết á, cái gì có sinh thì có diệt, à, có hợp thì có tan, không chết sớm không chết trước không chết sau, không chết sớm chết muộn thôi. À, thì ai đi trước á thì con may mắn rồi đó, đúng không? Ai mà đi sớm mà được mô được mà. À, mình đi sao chắc chi mình đã có được mô được mà. À, cho nên là rất là nhẹ nhàng. Khi mà mình hiểu đạo rồi, ra dù có bình, ngay cả bình cũng vậy. Bình là gì? Bình là dấu hiệu để bảo cho mình biết rằng là mình đã làm sai với cái cơ thể của mình. Mình làm cái điều gì đó sai, đúng không? Cho nên cơ thể nó có những biểu hiện cho mình biết rằng mình đã làm sai và mình phải sửa chữa. Bình là vậy đó. Còn mà bình nó tốt nha, chứ con nghĩ như không có biểu hiện bình mà mình cứ làm sai hoài sao? Mấy ông mà uống rượu nhiều thì sẽ bị chảy máu dạ dày. À, và khi đi khám bác sĩ nói vì sao ông bị chảy máu dạ dày, vì ông uống rượu nhiều quá mà ông không có ăn, cho nên là axit nó ra nó làm nó bao nó nên cái tố tử của ông nó chảy máu. Vậy thì ông muốn sống thì ông phải bỏ uống rượu thôi. Thì như vậy cái bình đó là gì? Cái dấu hiệu bảo cho mình biết rằng mình đã làm sai với cơ thể của mình, cho nên bình cũng là Bồ Tát, đúng không? Cảnh tỉnh cho mình cái chết. Cho nên gọi là các vị thiên sứ đó, trong kinh còn nói rằng là ta có gửi các vị thiên sứ tới mà ngứa không còn biết hết, đúng không? Bình tĩnh là thiên sứ bảo cho mình phải tu, có người chết là thiên sứ bảo cho mình phải tu. Cho nên là khi nào mà mình bình á, mình phải quay lại vì sao mình bình, không phải tự nhiên mà mình bình đâu. Cảm, vì sao cảm? Chắc chắn là buổi sáng dậy sớm đi ra mở cửa ra mà không có mình không có khởi động trước chẳng hạn. Mình đau bụng là vì sao? Mình ăn uống cái gì đó không có đúng cách. À, thì mình điều chỉnh lại thôi. Và cái chết của người xung quanh cũng nhắc cho mình biết rằng là mình cũng có thể, họ chết bây giờ thì cũng, mình cũng phải coi mình cũng sẽ sắp chết. À, sẽ tự lượt của mình. Cho nên là cái gì cũng là bài học cho mình, nhắc nhở cho mình cả. Tu là tu trong mọi hoàn cảnh. Rồi có những người mà họ là người nghịch với mình. Trong cơ quan, trong gia đình, trong tập thể, khi nào có cái người ngược với mình hết á. Và thường mình ghét cái người đó lắm. Mình ưa nhìn mặt họ và mình hay đi, nhiều khi mình bực quá chịu rồi mình đi nói xấu họ. Thì á, quý vị mình làm sao mình cố gắng ha, tập một cái hành á, là không nói xấu ai hết. À, quý vị biết á, là sư cô rất là quý ngài Kim Triều á, là ở chỗ đó là ngài cũng có lần ngài dạy mình đừng có nên bàn tới người nào cả, đừng có nên nói nhận xét với ai cả, mà đặc biệt khi mà nhận xét những điều không tốt á, và bản thân ngài mình thấy không bao giờ ngài nói gì về ai sau lưng, không than không chê. À, mình làm được chuyện đó thôi là mình đã bớt nhiều khổ nghiệp lắm rồi. Mà quý vị thấy mình hay khen hay chê lắm, khi mình thích ai mình khen lên tận trên trời, khi mình ghét ai mình chê, mình vùi xuống tận dưới đất. Mà cái đó nó đọc theo cái tư kiểu cái tư ý của mình thôi, chắc cái đó đúng đâu. À, cái câu chuyện mà mình cô sư cô rất là tâm đắc, cái câu chuyện mà Khổng Tử về nhà ăn hôi mà cái nồi cơm mà bị dơ đó, thấy trực mắt đó rồi mà trông chứ còn thấy đúng nửa hổ gì mà nghe người ta nói lại. Bởi vì sao? Mình chỉ thấy cái hành động của họ thôi mà mình không biết cái động cơ vì sao người ta làm như vậy.
cùng một hành động mà có thể động cơ tốt mà có thể động cơ xấu, nếu người ta không nói ra, mình không có tha tâm thông, làm sao mình biết họ động cơ gì? Ví dụ như là cùng đánh người, mà có người đánh người đó với tâm từ tâm bi, mà có người đánh với tâm sân nhé, đúng không? Chứ không phải ai đánh cũng với tâm sân đâu. À, rồi là cùng khen người, mà có người khen người với tâm tốt, mà có người khen với tâm xấu, tâm nình. À, cái tâm mà mình là mình để mà trục lời thôi. Cho nên đó, cùng một hành động mà cái tâm khác nhau, cái nghiệp khác nhau, chứ đừng có đánh giá ấy hết. Cổ bạc các bằng tập cái điều đó, đừng đánh giá, đừng có khen, đừng có chê, bởi vì những cái điều lời đó đó, nó là cái khẩu nghiệp của mình đó. Nếu như mà khen đúng thì cũng nên làm, nhưng mà chế đó cũng phải là thận trọng. Chỉ có khi nào mà người ta thỉnh mình, yêu cầu mình để chỉ lỗi dùng thì khi đó mình nên chỉ lỗi. Cho nên quý vị thấy cái trong chữ tăng á, mà cái ngày cuối của cái ngày 3 tháng hà thì ngày cuối cùng được gọi là ngày gì? Ngày tự tử ha. Mà ngày tự tử đó tiếng Pali gọi là Pavarana, mà từ Pavarana có nghĩa là yêu cầu, là thỉnh mời thôi, là mỗi vị ở trong tăng đoàn là sẽ ra thưa thỉnh rằng là xin thưa tất cả các vị trong hội chúng, là trong 3 tháng vừa qua, nếu như quý vị thấy, nghe hay nghi tôi có cái sai phạm gì thì xin nói cho tôi biết để tôi sửa chữa. Phải thỉnh nha. Và khi được lời thỉnh như vậy rồi thì các vị ở trong hội chúng bắt đầu mới góp ý cho người này. Và người đó đó, mà khi được góp ý là phải có một cái tấm là hoan hỷ, bởi vì không phải dễ để thấy được cái lỗi của mình. Thường cái lỗi của mình có thấy, đúng không? Bởi vì mình cứ nghĩ đúng mình mới làm. Mà cho nên cái người ở bên ngoài họ khách quan, họ mới thấy được cái lỗi. Mà họ chỉ lỗi cho mình thì Đức Phật vì dân, vì như gì? Được người mà chỉ lỗi là giống như được chỉ cái chỗ trốn vàng á, quỷ lắm. Người ta khen mình thì dễ, mà người chế mình chế đúng mới là khó. Người đó phải ở gần mình, phải chịu khó là theo dõi mình, quan sát mình và thương mình tới tâm xây dựng mà chỉ lỗi cho mình chứ, đâu phải dễ. Còn họ không quan tâm tới mình, họ nói ai ưa làm chứ đó làm, thì họ đâu có thấy lỗi của mình mà họ chỉ được. Cho nên đó, trong một tập thể mình cũng nên tập cái thói quen như vậy đó. Những người nào là bạn thân, là những người mà gần gũi mình đó, mình nên thỉnh họ. Còn mình không thỉnh họ không nói đó nha, người mà có thực sự tu tập họ không nói đâu. Nhưng mà mình có, mình thỉnh rằng là nếu như mình chơi bàn với nhau thấy cái gì đó tôi sai thì anh chỉ giúp tôi. Và bạn có chỉ như vậy mà thật sự là bạn tốt. Và chứ còn mình thì ngược lại, mình chỉ thích nghe khen thì mình ưa nghe chê. Bởi vì thế á, vì vậy cho nên mình khó tiến bộ. À, chúng ta sống mà muốn tu tập á, là bản thân mình nỗ lực rồi, mà mình còn phải nhờ những bạn bè xung quanh sắp tỉnh chỉ lỗi cho mình, và mình biết tiếp thu và sửa chữa thì mỗi ngày mình mới tiến bộ được. Cho nên á, những người mà nghịch ý với mình á, những người mà họ nói những lời khó nghe, họ hay chỉ trích á, thật ra họ chính là những ân nhân của mình đó. Chính nhờ cái nghịch hành của họ đó mới khiến cho mình mạnh mẽ hơn, đúng không? Chứ cuộc đời này mà cái gì bằng phẳng quả, dễ dàng quả thì mình có người mình đâu mạnh mẽ. Chính những cái trở ngại ha, những cái khó khăn, những cái chống đối đó nó làm cho mình phải thận trọng hơn, mình phải sáng suốt mạnh mẽ hơn. Cho nên họ cũng chính là cái những cái tác nhân tốt trong cái sự trưởng thành của mình. À, và thậm chí đó, đôi lúc đó, những người mà họ làm những cái điều mà xấu cho mình đó, chỉ nghĩ nhiều khi họ rất tội nghiệp lắm á. Bởi vì tới cái lúc mình phải trả cái quả xấu, mà vì mình trả cái quả xấu cho nên cái người kia là họ là phải có cái duyên, nhân duyên với nhau, cho nên họ là phải tạo cái nhân xấu. À, ví dụ như tới cái lúc đó, cái người đó đó là phải trả cái quả bị đánh, thì tự nhiên họ tạo cái lỗi, không tạo cái lỗi thì bị cái người xử phạt á. Cho nên đó, khi có cái người nào mà họ đánh mình ha, họ đánh mình, họ mắng mình đó, thì mình nên nhớ nha, cái mà đau đớn mà mình chịu đó chính là cái gì? Quả. Tâm gì? Tâm quả bất thiền vô nhân, đúng không? Nếu như ai có học với diệu pháp á, thì mình thấy là trong tâm dục giới đó là có cái loại tâm vô nhân. Mà tâm vô nhân là gồm có 3 loại, là tâm quả bất thiền, tâm quả thiền và tâm vô di tác. Cho nên á, là trong đời sống hàng ngày này, nếu như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mình có 5 giác quan đầu tiên, thì mắt, tai, mũi, lưỡi mình á, ví dụ như hàng ngày mà mình được thấy sắc đẹp, à, mình nhìn có những người mà sinh ra sung sướng ở thành phố đó, nhà cũng đẹp á, quý vị chẳng hạn như nhà Bằng Phương đây cũng thuộc loại là có phước này, à, mỗi ngày nhìn lên thấy Đức Phật đẹp này ha,
rồi cái nhà cửa sạch sẽ như vậy đó, rồi nếu như thơm tho nữa thì mắt được thấy cảnh đẹp nè, mũi được, tai được nghe tiếng hay, mình mở nhạc, mở kinh nhạc Phật, kinh Phật ra mình nghe nè, mũi thì được ngửi mùi thơm, lưỡi được nếm vị ngon, thân thì có được sự xúc chạm nhẹ nhàng, thì như vậy là mình đã hưởng được cái quả thiền. Còn ngược lại, có người sinh ra, quý vị thấy sinh ra bên trong bãi rác, bên cạnh bãi rác thì sao? Mắt tai mũi lưỡi thân của họ là đều tiếp xúc với những cái đối tượng là không có vừa lòng, thì đó là tấm quả của những cái hành động bất thiện. Và khi cái thân của họ là thân thức thọ khổ nha, là bị đánh đập chẳng hạn, thì khi mà mình bị đánh đập á, có nhớ có đọc cái bài của ngài Santideva đó, mà ngài phân tích á, ngài nói rằng là khi mà mình bị một người cầm cái roi mà đánh mình, thì thường á, trong khi kỳ hạt thương là mình chỉ giận cái người đó thôi, mà thật ra khi mình phân tích á, mình thấy ha, nó có tới ba yếu tố lần. Thứ nhất á, là cái người đó nè, đang nóng này mà cầm cái roi đánh mình thì có cái tâm sân của người đó. Thứ hai là bản thân người đó, và thứ ba là cái roi, đúng không nào? Cái roi, vậy thì trong ba yếu tố đó là yếu tố nào làm mình đau? Cái roi, đúng không? Mình mà cái roi là cái trực tiếp làm mình đau, nhưng mà cái mà nguyên nhân thật sự đó là cái tâm, cái gì khiến cho người đó đánh mình là cái tâm sân, đúng không? Như vậy tâm sân khiến cho người đó cầm cái roi đánh mình. Vậy thì đó, mình không giận tâm sân, mình cũng giận cái roi, mình đi giận cái ông này, mình giận cái ở giữa, mà thật ra cái ở giữa đó nó không có nó không có cái phân gì trong đó hết. Xin nghĩ cho kỹ và xem, đúng không? Đúng là cái tâm sân nó là cái đau, gọi là đau sọ. Còn cái roi chính là cái đứa trực tiếp nó làm cho mình đau chứ. Còn cái người ở giữa đó nó chỉ là trung gian thôi. Nhưng mà mình cái đau, mình cái đau sọ mình cũng có quan tâm, mà cái roi mình quan tâm cái người đó. Thật sự là người đó thì họ cũng bị cái tấm sắn chi phối. Cuối cùng thì kẻ thù ta không có phải là người. Kẻ thù ta là ai? Là phiền não, đúng rồi, tham sân si. Thì cho nên là, mà vì sao người đó bị tham như vậy, mà cái tấm sắn đó là tấm sắn của người ta. Thật ra quan trọng là mình có sắn hay không này. Cũng bị đánh, và khi đó mình nghĩ bây giờ không phải tự nhiên mình bị đánh. Cái bị đánh này là cái kết quả, vì mình biết là thân thức thọ khổ là quả của bất thiện, mà bất thiện này có thể là trong kiếp quá khứ, cũng có thể trong kiếp hiện tại. Nếu như chẳng hạn đứa bé nó không ngoan mà mẹ đánh, thì tức là cái quả bất thiện của cái hành động ngay trong hiện tại gì nữa. Nhưng mà có người mình phải tốn còn làm gì sai cả mà bị đánh oan, vậy thì cái nhân đó là nhân của quá khứ, không có cái gì mà vô duyên, mà tình cờ, mà ngẫu nhiên hết á. Cái gì cũng có nguyên nhân, mà mình chỉ thấy hay không thấy nó thôi. Mà khi mình hiểu rõ như vậy thì mình không giận ai cả, đúng không? Mình chỉ giận rằng là mình đừng, hồi xưa mình ngu quá à, mình làm nhiều cái điều bất thiện quá, bây giờ mình nhận quả thôi. Mình giận mình chỉ là tội, mình đang tội nghiệp, thì giận chỉ thức quả giận luôn. Tha thử cho mình, tha thử cho người. Mà khi mình sống mà mình không giận ai cả, mình không bực ai cả, mình không thù ai cả, vì vậy là nhẹ nhàng lắm. Còn mình giận người khác mình cũng phiền, mình giận mình cũng phiền. Cho nên là mình tha thứ không phải vì người khác, không phải vì người kia, mà vì chính mình. Cho nên cứ tha thứ đi, cái gì cũng tha thứ được hết á. Chỉ cần quý vị suy nghĩ đúng thôi, quý vị cái làm gì cũng tha thứ. Ông chồng ông phụ bạc mình, ông đi theo người khác có tha thứ được không? Được, tha thứ bằng cách là cho ông đi luôn. Chí nữa. Bởi vì ông không thương mình nữa, ở chung chí. Ông thương người kia thì cho ông ở với người kia, ông hạnh phúc. Mình ban đầu có thể mình hơi đau khổ, nhưng mà khi quý vị vượt qua được, khi quý vị suy nghĩ không phải của mình thì mình có giữ cũng như không, thì thôi thì mình tặng ông cho người kia, mình làm phước. Có phước thiệt đó nha, không phải nói giỡn đó. Đúng không Dũng? Phương này nặng quá cô ạ. Làm không được hả? Bỏ không ạ, ý là cái ông ấy nặng nên là phương này mang đi nặng quá. Không, nhưng mình chỉ cần suy nghĩ đúng thôi thì mình sẽ làm được. Và gì? Tổng cái cũ đi mà có cái mới. Đúng không ạ? Và thậm chí không có cái mới, ở một mình vẫn khỏe hơn ở hai ba người chứ. Nó nhẹ nhàng hơn chứ. Khi cái duyên nó thuần á thì nó tốt đẹp không sao. Mà khi cái duyên đã nghịch, mà thật ra nhiều khi có cái khổ muốn bỏ không được á.
có những cái ông chồng đi ngoài tình mà không muốn bỏ vợ. À, tức là họ con gọi là bắt cả hai tay. À, con người Huế gọi là con rô cũng tiếc mà con dĩa cũng muốn. Con cà rô cũng tiếc, con cà dĩa cũng muốn, không muốn bỏ con nào hết, muốn bắt cả hai con luôn. Cho nên vừa có vợ mà vừa có bô nhĩ nữa. À, mà kêu vợ kêu mà ly hôn không chịu. Thì nhìn trong trường hợp đó người vợ mệt khổ nè. Chứ còn mà nếu như mà họ rạch rồi thương người này không thương người kia thì cứ chia tay nhau, rồi người nào làm lại cuộc đời thì nó dễ. Còn trong cái trường hợp mà ông chồng mà ông không có chịu bỏ, à, thì mà bây giờ ông cũng không chịu bỏ vợ mà cũng chịu bỏ bồ, trong trường hợp đó bởi vì làm sao? Cái đó thì cũng khó lắm quá. Cũng không biết nói sao quá. Mình ra tội hầu thư. Đúng không? Mình phải có cách ra tội hầu thư thôi. Bây giờ là tôi cho ông 3 tháng. Ông giải quyết thôi, bởi vì trong luật pháp của người ta cũng công nhận, cũng chấp nhận chuyện là không có cho chuyện ngoài tình, không cho chuyện có hai ba bà vợ mà. Cho nên trong vòng 3 tháng, một là ông chọn vợ, ông hai ông chọn, một không thể chọn như vậy thôi. Ông không đi, mình đi. Mình rõ ràng mà thật ra đó, bởi vì nhiều khi có nhiều người họ không có dám đi thôi là bởi vì họ thật ra họ vẫn tiếc nuối. À, họ vẫn tiếc nuối. Ông chồng dù sao ông là cái nguồn cung cấp tài chánh. À, cho nên nếu như mà họ chấp nhận tài chánh thì bây giờ phải chọn thôi, giữa tài chánh và cái hạnh phúc của tinh thần, mình chọn cái nào? Nhiều lúc mình phải chọn rất là rõ ràng. À, như khi nghèo á mà tinh thần thoải mái còn hơn giàu mà tinh thần không thoải mái, cả đó thật ra tương lai của mình hay hạnh phúc của mình là do mình tự chọn thôi, mình tự quyết định thôi. Thật ra không ai quyết định thay mình được đâu. Nhưng mà bởi vì sao? Bản thân mình cũng tham lam. Bởi vì thế đó, tham là nguồn gốc của khổ. Chứ không phải ông chồng làm mình khổ, không phải con làm mình khổ, mà chính tâm tham của mình làm mình khổ. À, suy cho cùng rồi xem. Còn khi quý vị không tham nữa, thì quý vị không còn khổ. À, cho nên những lúc mà mình bỏ không được, bởi vì mình tham. Thế thôi, con nếu không khóc, quý vị không tham, quý vị bỏ cả rẹt. Mà không bỏ được thì khổ thôi, đeo mang là khổ. À, mà buông bỏ là rồi nhẹ nhàng. Và tu đó không phải để đạt, hồi đầu thì cô nói tu không phải để đạt được cái gì hết, mà tu chỉ buông bỏ thôi. Vì bỏ cái gì? Bỏ phiền não. Chỉ có chân đòi chuyện thôi. Bỏ hết 10 kiết sự thì thành A-la-hán. Nhưng mà 10 kiết sự này không thể bỏ một lần được. Có cái thứ dễ bỏ, có thứ khó bỏ. Cho nên cái nào mà dễ bỏ mình bỏ trước. Thứ ba cái gì bỏ đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ đó. Nhưng cái đó là do chỉ cần hiểu ra là thân kiến này, hoài nghi và giới cấm thủ đó là thuộc về trí kiến. Cho nên chỉ cần hiểu ra xong là xong. Vì vậy cái đó là dễ bỏ dễ rồi. À, còn á, dục ái và sân á, thì á, nó sâu dày hơn, cho nên nó khó bỏ hơn. Vì vậy á, mà chia ra là bỏ được ba cái đầu tiên thì đắc quả đầu, đào quả đầu tiên là nhập lưu. Rồi bỏ thêm hai cái sau mà thuộc cái tế. À, dục ái và sân có loại thô và loại tế, mà nó khó bỏ quá, cho nên bỏ được cái thô thì đắc lên quả tứ đà hàm. À, mà bỏ lộ hết toàn bộ năm cái hà phân kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân thì đắc quả a na hàm. Sau đó bỏ luôn cả năm cái thượng phân kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Bỏ xong 10 cái đó là xong, hết sinh tử luân hồi luôn. Thế nên tu là bỏ nha, không có thêm gì hết trơn. A-la-hán cái đó không còn gì hết, bản ngã cũng còn luôn, ta cũng còn, của ta cũng còn. Mà chỉ người nào bỏ hết, thế bỏ chồng, bỏ con. Thật ra không phải nói bỏ chồng, bỏ con là bỏ theo cái nghĩa là bây giờ tôi về tôi bỏ ông ha, nhưng bỏ trong cái sự dính mắc á. Có duyên thì sống với nhau, và ngay khi sống với nhau đó, mỗi người vẫn có cái con đường riêng, vẫn có cái tâm riêng của mình, cái nghiệp riêng của mình thôi. Và mình sống với nhau, mình trợ duyên cho nhau thôi. Chứ còn quý vị thấy không? Chứ còn con đường ai nấy đi à? Đường sinh tử hồn ai nấy dư đó. Không ai tu dùng cho ai được hết. À, vì vậy mà tu chỉ là bỏ thôi ha. Nhớ bỏ. Và cái gì để đánh giá cái sự tu tập mình có tiến bộ hay không? Tức là mình thấy phiền não của mình có được giảm thiểu hay không? Trước đây tham nhiều bây giờ bớt tham. Trước đây sân nhiều bây giờ bớt sân. Trước đây là ngã mạn nhiều bây giờ bớt ngã mạn. Chứng tỏ là mình tu tiến bộ. Chứ đừng có đi hỏi thầy, thầy sẽ có tu tiến bộ chưa? Thầy sao biết bằng mình được? Hồi trước bằng nói câu vậy thì thầy tức là chửi rồi đó. Bây giờ không chịu nữa. Tiến bộ rồi. Thầy đã tu khá rồi đó. Chứ không phải đốt xa vậy. Không cần phải là ngồi thiền được mấy tiếng đồng hồ đâu nha.
Chắc là hết pin nó cực cái này này. Quay thử. Cái nào hết pin? Cái này nha. Cái mét ha. Đó thôi, không cần mất được ha. Có con pin không? Con pin để thay không Phương? Còn pin không ạ? Thôi nghỉ giải lao. Thế nha. Chỉ cần quý vị bỏ bớt thôi. Trước đấy mình cầu kỳ á, người mà càng cầu kỳ ăn cơm là phải chén như thế này, phải muỗng như thế này, phải khay như thế này chẳng hạn ha. Và bây giờ đó, giả sử như con mình làm cho mình tô cơm bưng ra để trước mặt vậy đó, thôi cũng được, biển sao có cơm ăn là được rồi. Chứ còn không sống bưng khay, vì sao không để trong gì kia ha. Thành ra đó là những cái gì đó mà có ai cho sao mình nhận vậy, cho tốt mình nhận tốt, cho xấu mình nhận xấu. Biết sao có là tốt rồi, mà không có cũng không có sao. Thì khi quý vị nhớ cái câu câu chuyện trong cái lá thư mà là trong cuốn Triệu Tập Thư Thầy, mà khi mà thầy giảng về tính tăng huyên không đó, huyên không có nghĩa là sao cũng được á. Cái bác xe ôm mà chở thầy đi về chùa, thầy nói bao nhiêu bác là cho cũng bao nhiêu cũng được á, đó là tinh thần của huyên không đó. Thành ra bây giờ đó, mình ai cho mình á, thì cũng cảm ơn, mà ai cho mình cũng sao. Thì quý vị thấy cái tấm như vậy nó khỏe lắm. Chứ còn mình ai mà cho mình thì mình mừng, mình vui. Mà ai mà không cho mình là mình nổi sân lên, mình đi nói xấu người ta. Vậy thì mình đồ phi gì lắm. Cho nên tu đó là làm sao mà mình sống ha. Sao cũng được, không có vấn đề gì hết á. Vợ chồng á, mình cứ đòi hỏi chồng mình phải như thế này, con mình phải như thế này, như thế kia. Quý vị đòi hỏi hồi quá như là cả chồng với con mình là mà mệt mỏi với mình đúng á. Đúng không? Có những người là họ cầu toàn, họ là muốn cái gì cũng phải là tốt đẹp, cho nên là bắt buộc mình và bắt buộc người khác á, phải như thế này, phải như thế kia đó. Thành ra là làm khổ lẫn nhau. Còn trong cái cuộc đời này đó, có cái gì cũng có cái gì gọi là khuôn mẫu hết á. Cái gì cũng là tùy duyên. Nếu như khi bình thường thì mình ăn ngày 3 bữa, mà khi mình vô chùa, quỷ sứ buổi chiều không ăn thì mình không ăn luôn. Quỷ sứ mình khi mình đói, mình nghĩ quỷ sứ đói, vì sao quỷ sứ chịu được mà mình chịu không được? Nếu đói để uống lít nước, uống lít nước có là no à? Mỗi một ly nó uống hai ly à, đúng, đó còn sao? Bởi vì thật ra chỉ là cảm giác mà thôi à. Thì quý vị thấy mình sống với cái tinh thần như vậy đó, là mình tự tại vô ngại. Mà chỉ cần sống tự tại vô ngại rồi đó, bất khổ gì lắm, cùng hoàn cảnh đó thôi. Nhưng mà cái cách suy mình của suy nghĩ của mình nó khác đi, chứ không phải là mình đi kiếm một cái cảnh giới khác đó nghe. Bởi vì cái cảnh giới là do cái nghiệp của mình nó đưa đẩy tới, mình không thể thay đổi cảnh giới được. Quý vị thấy có nhiều người đó là họ không thích ở cái sự xử nào đó, mà họ không đủ khả năng, họ không đủ điều kiện để họ đi, chứ không phải muốn đi thì đi được à. Hoặc là họ không thích ông chồng đó, không thích bà vợ đó, mà muốn bỏ không được. Vì cái duyên, cái nghiệp, cái nợ với nhau, phải gặp nhau để trả cho hết. Chứ con còn trốn chạy cũng trốn không được. Cho nên mình nói là gánh cực mà đổ lên nông, cong lưng mà chạy cực con theo sau. Khi mình chưa có hết duyên nợ với nhau thì không thể nào trốn, mà trốn hết đây này thì đời sau lại gặp lại. Cho nên cứ vui lòng mà trả thôi. Và khi mà mình trả đó, mình trả nợ cho nhau đó, thì mình đừng còn nghĩ rằng là tôi trả nợ mà tôi nợ ông hay ông nợ tôi. Thật ra mình thì nói được ai nợ ai đâu. Giữa cha mẹ về con cái đó cũng thể khó nói với ai nợ ai lắm. Nhưng mà mình có cái duyên, có cái mối ràng buộc với nhau, thì bây giờ đó mình chỉ cần suy nghĩ là phải có duyên mới có thể làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm anh chị em, làm thầy, làm trò. Phải có duyên. Và có khi duyên thuận, có khi duyên nghịch. Thì duyên thuận thì mình may mắn, mình thuận tiền, mình tiến bộ tốt. Mà cái duyên nghịch đi nữa đó, thì cũng hồi nãy mình nói đó, làm cho mình mạnh mẽ hơn thôi à. Vậy thì khi mình hiểu duyên nghiệp, mình hiểu nhân quả, mình hiểu nghiệp báo rồi, quý vị thấy á, mình không trách ai hết á, mà mình cũng không mong cầu điều gì cả à. Điều gì tới thì tới thôi. Cái gì tới thì mình cứ chấp nhận nó như nó đang là à. Trời mà nắng thì mình che dù, trời mưa thì mình mặc áo mưa à. Trời bão lụt không có đi ra ngoài được thì ngồi trong nhà, thay vì ăn bữa ba bữa thì bây giờ ăn một bữa thôi à. Không có cơm ăn thì ăn rau, mà không sống được thì chết. Mà thật ra chết cũng chẳng phải hay là hết à, chết là khởi đầu cho một cái
kiếp sống mới nữa. Mà thật ra chị là hiện con khỏe hơn nữa. Thế mình mừng mà mong chị là hiện mong được thôi chứ phải không? Thế nên quý vị thấy với cái tinh thần đó thì như du cái xã hội này, du cái đất nước, cái bất cứ một cái biển động gì xảy tới đó, mình bình tĩnh để mình đón nhận tất cả mọi thứ, không có sợ hãi. Ngay cả cái nạn dịch Covid mà nó có tới đi nữa đó, mình vẫn bảo vệ cho bản thân, mình vẫn bảo vệ cho gia đình, vẫn bảo vệ cho xã hội, nhưng mà không sợ hãi. Giả sử như mà mình có bệnh đó thì chết chứ có gì đó nữa, không có vấn đề gì cả, ông chết trước chết sau phải không? Dạ yeah. Thì cứ chết thôi, chứ chết rồi thì không, thì mình theo cái duyên cái nghiệp của mình thì mình là sinh ra một cảnh giới mới, có chuyện sẽ mở chạy, xe nay chạy bụng 50 năm nay nó cũng cùn rồi à. Cho nên dù có cái gì tới mình cũng sợ hãi. Thế có nhiều người lo lắng sợ hãi cái đó. Một mặt mình vẫn phải làm hết tất cả những cái công tác về phòng hộ, nhưng mà đến khi không có được mà mình cứ bị bệnh, có chết, có chuyện là chuyện bình thường à. Thế nên với cái tinh thần đó là mình sống tự tài vô ngại à. Thì chỉ cần sống được như vậy thì Đức Phật không, quý vị đừng nghĩ rằng muốn mà mình tu để được Niết Bàn tức là về một cái cảnh giới nào nghe. Không phải cảnh giới Niết Bàn là một cảnh giới ở, không phải ở Việt Nam, không phải ở Mỹ, mà phải lên theo hỏa số kiến gì, không phải đâu. Cảnh giới Niết Bàn cũng ngay tại đây thôi à. Ngay tại đây mà mình không tham, không sân, không si, mà mình có cái sự bình an, tĩnh lặng à, vắng mặt của phiền nào, thì ngay tại đó là Niết Bàn. Mà cũng ngay tại đây mà tham sân si thì ngay tại đây là sanh tử luân hồi thôi. Đức Phật ngay khi mà ngài thành đạo về cội cây Bồ Đề, ngài có 35 tuổi, trong suốt 45 năm còn lại mà ngài đi thuyết pháp, ngài cũng phải chịu nắng chịu mưa, ngài cũng bị người ta vu khống, ngài cũng bị người ta chỉ trích, ngài cũng bị đau bệnh này bệnh khác, nhưng mà ngài cũng vẫn có Niết Bàn. Chứ đâu có phải là ngài phải chờ ngài chết đi qua cảnh giới khác mà Niết Bàn đâu, đúng không à. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình tu là để mình đi qua một cái cảnh giới nào cả nhé, không có. Tu mình ở đâu là mình tu tại đó, và cái an lạc cũng ngay tại đấy luôn, chứ không phải cần đừng cũng phải mong cầu phải về Tây Phương mà an lạc. Và thật ra là trong tịnh độ tông mà người ta nói cuối cùng ấy là suy cho cùng là gì, từ tịnh chí đa duy tâm tịnh độ. Phật A Di Đà không phải là Phật ở đâu xa mà trong cái từ tịnh thanh tịnh của mọi người, và tịnh độ không phải là đâu xa mà ngay trong cái tâm của mình. Tâm thanh tịnh thì quốc độ tịnh, thì ngay tại đấy là tịnh độ. Và không phải, và cái chữ Đức Phật A Di Đà là chữ Amitabha là cái gì, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, phải không? Thì cái chữ vô lượng quang là chỉ cho cái tấm sáng chói đó. Là cái tấm, cái tư tánh của mọi người có cái tấm sáng chói là cái tánh biết mà thầy hay nói đó, mà mình dùng cái ngôn ngữ khác thôi. Nhưng mà điều có người đó, đừng có nghĩ rằng là phải đi về sanh về cái cảnh Tây Phương nào đó, mình ở đó mới an lạc, thì đó là hướng ngoài. Mà hướng ngoài thì, mà thật ra là ngay tại đây là có cái tình đồ, ngay tại cái chỗ mình đang ở là ngay là tình đồ đấy rồi. Cho nên có bài hát đấy là tình đồ la đấy đó à, thì họ cũng hiểu được cái tính thật đó chứ phải không à. Nhưng mà phải, có người thì họ cứ hiểu rằng là tình đồ là một cái quả nào khác, và phải trông chờ sanh bao quả đó, thì cái đó nó chưa có tới, chỉ có là chưa có tới thôi à. Còn mà tới đó thì ở tại đâu là gì, tùy sở trụ xứ thường an lạc à. Trong cái câu kinh của bên Bắc Truyền đó, có cái câu mà thiên a tu la diệt so đẳng biệt, mà vì trong đây chắc là phân lượng Nam Tông chứ không có Bắc Tông hả. Thì còn hồi xưa sư cô đi tu đó là tu Bắc Tông trước, cho nên mấy cái bài kinh đó đó mình nhớ, thì những cái bài kinh đó cái ý cũng rất là hay à. Mình tu là sao, tùy sở trụ xứ thường an lạc, là tu làm sao là mình ở đâu thì ngay tại chỗ đó mình an lạc, không cần phải mong cầu đi tới chỗ khác à. Cho nên hôm nay thì cái ý của sư cô muốn chia sẻ với mọi người đó, tu không phải là mong cầu xin trời Phật thần Bồ Tát ban cái gì cả, mà do chính là cái nghiệp, cái phước của mình, cái nghiệp của mình. Mình muốn cái gì thì cứ tạo cái nhân đó đi. Bây giờ muốn học giỏi phải không, thì làm gì, thì phải đọc sách, phải nghe pháp à. Muốn giàu có phải không, thì phải siêng năng đi làm và tạo phước à. Muốn có được người ta tôn kính kính trọng thì phải có cái đức hạnh, vân vân. Thì cái gì mình muốn cái gì thì mình tạo ra cái đó, vì mọi người chính là cái đấng tạo hóa của mình à. Mình là cái, mình muốn cái gì chính do mình tạo, chứ không phải ai tạo cho mình cả à. Và cái thứ hai, tu hành không phải là lên chùa mới tu, không phải vào trường thiền mới tu, mà ngay mỗi công việc mình làm, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, mà ngay cả khi mình vào làm trong cái công sở của mình á, tròn vẹn chủ tâm quan sát, và đi làm kiếm tiền mà vẫn tu được, ngồi ngoài chờ vẫn tu được,
đi quẹt lá vẫn tu được. Thì tu trong mọi hoàn cảnh chính là thân trọng, chủ tâm quan sát, thân trọng là giới, chủ tâm là định, quan sát là tuệ. Mà tu tập trong trong Phật pháp thì có là trong Phật giáo chỉ có giới định tuệ thôi, không có cái gì ngoài giới định tuệ cả. Ở đâu có giới định tuệ thì ở đó có quả A-la-hán, có quả sự giải thoát. Còn chỗ nào mà vắng mặt giới định tuệ thì đừng có nói chuyện giải thoát, không thể nào có được cả, cầu xin không được đâu. Cho nên tu là từng công việc mình làm bất cứ ở nơi nào, và một cái mầu nhiệm của pháp tu là tu, tu giờ phút nào là an lạc ngay tại giờ phút đó, tu ở đâu là an lạc ngay tại chỗ đó, không mong cầu đi đâu, đi tải sánh về đâu gì hết á, không mong cầu phải đi đến cái niết bàn cảnh giới xa xôi nào hết á. Niết bàn là đây, tình đồ là đây. Và muốn an lạc hay không là do mình, chứ không do Phật, do trời, do chư thiên nào hết á. Nhiều khi mình hay nói là cầu chư thiên phù hộ đó, thì là mình nói như vậy để mình an tâm thôi, chứ còn mình cầu vậy chắc chỉ là được, đúng không? Nhiều khi 10 người cầu, 100 người cầu, một người được thôi, chứ đâu phải ai cũng được đâu. Nhưng mà khi mà quý vị cầu như vậy, quý vị gợi có một niềm hy vọng. Và nếu như quý vị có duyên với chư thiên thì chư thiên vẫn giúp được chứ, phải không? Quý vị thấy là vừa rồi mà vào dự lễ dân y tôi ở Huế đó, mấy tuần trước là sư cô cũng ở Huế suốt cả một tuần, rất là mau nhiệm nha. Cứ một buổi đêm mà mình ngủ là khoảng 2-3 giờ sáng, trời mưa to, 4 giờ 5 giờ trời vẫn còn mưa. Giờ ăn sáng á, có cái hôm mà dân y của chùa bộ tỉnh thất Gotami 7-8 giờ sáng mà vẫn còn mưa. Nhưng mà chùa nào vậy cứ tới giờ mà đi nhiều Phật á, là trời tạnh ráo. Thì cái đó là người ta cũng tin, cho nên Phật tử ở Huế là rất là tin tưởng là có cái sự can thiệp của chư thiên. Vì người ta cũng cầu chư thiên nhiều lắm. Mà chư thiên có khả năng đó có không? Có, nếu vậy không, bởi vì chư thiên là những vị có năng lực. Và chỉ cần là họ cái chuyện mà thời bây giờ mà quý vị thấy rằng là ngay cả những cái vị đạo sĩ thôi đó mà họ còn đã có những cái năng lực rất là đặc biệt rồi, hồn khí chư thiên nữa. Họ đạo sĩ mà ở ngắn quanh người mình thôi này. Hồi đó sẽ có đọc cái cuốn là Himalayan Yogis, là những vị đạo sĩ ở trên núi Himalaya Lạp Sơn á. Thì cái vị sư đó, vị đạo sĩ đó tên là Yogananda. Ông này đó là vừa là đạo sĩ trên núi Tuyệt Sơn, mà ông là sau này ông học, ông tu giỏi rồi đó, ông đã đi về, ông đi học, ông trở thành giáo sư tiến sĩ nữa. Và ông đã viết một cái cuốn sách, ông kể lại cái kinh nghiệm của ông cũng như những cái vị khác mà tu trên núi Hy Mã Lạp Sơn mà họ có thần thông đó. Và có một câu chuyện á, mà ông kể mà mình rất là ấn tượng. Ông nói là hồi ông còn nhỏ đó, ông đi chung với vị thầy lên tới thăm cái vị đó, mà vị đó đó ở trên núi, đã ở trên núi rồi mà không bao giờ muốn tiếp ai. Ai mà tới là ông quăng đá, ông đuổi đi. Nhưng mà người nào mà ông biết là người đó là thanh tâm, và người đó là những cái vị có sự tu chỉnh, ông mới tiếp. Thì ông kể là khi đó ông đi chung với vị sư phụ của ông tới thăm vị này, thì vô ngồi đó, thì cái vị đạo sĩ mà cái tỉnh tinh khó chịu đó đó, mới kêu ông là bây giờ con đi ra ngoài suối á. Ông đi ra ngoài suối, ngoài đó có cái sạch chết ngoài á, ông ra ông vật cái sạch chết vô đây cho tôi. Mà hồi con nhỏ là sợ lắm, mặc dù rất là sợ, nhưng mà ông này ông đã dạy như vậy mà không làm là sợ ông đánh, ông chửi làm sao. Cho nên mà răng ngoài suối vượt cái sạch chết vào. Xong ông nói đó bây giờ đó, ông chặt cái sạch chết này ra, ông bỏ vô cái nồi cho tôi. Cái nồi thiệt là to, bắt bánh bếp nấu. Ông nói ăn thịt người hả? Ông nói thì cứ làm cho tôi quay. Nấu mấy tiếng đồng hồ luôn. Sau đó là hai trong kia là hai vị đạo sĩ ngồi bàn với nhau. Ông này ngồi ngoài nấu cái nồi, bắt ông ngồi qua cùi nồi, cùi nấu cái nồi này. Ông nói là vừa nấu vừa rất là sợ hãi, là ai mà ăn cái nồi này được. Vậy đó mà đến khi ông nói bây giờ mở cái nắp ra coi. Ông mở cái nắp ra, thơm ngào ngạt luôn. Và nó, ông nói là ông kia ông múc, ông ăn trước rồi mời ông thầy ông ăn, rồi cho ông ăn miếng. Ông nói là cái vị nó thơm mà nó ngọt như đầy hồ đó. Và ông giải thích là sao? Tức là đó, vật chất ấy, thì nó cũng các cái thành phần là đất, nước, lửa, gió theo cách nói của Phật giáo. Và nếu như mình nói theo khoa học ấy, là carbon, hydro, oxy, nitơ vân vân. Nhưng mà nó chỉ sắp xếp theo những cái công thức khoa học khác nhau thôi. Quý vị thấy ha? Nó chỉ có cái công thức. Và cái công việc của ông đạo sĩ là thay đổi công thức của vật chất mà thôi. Quý vị thấy từ rác thành hoa, từ hoa thành rác không? Ví dụ như bây giờ đó, mình bỏn phân gà cho cây xoài, đúng không ạ? Thì cây xoài nó có phải hút cái phân gà lên không? Mà cuối cùng nó ra cái trái xoài rất ngọt, rất thơm, đúng không?
Vậy thì cái xôi nó làm được cái việc đó. Thế cái ông đạo sĩ này ông học được cái gì đó mà ông làm được cái công việc là ông biết cái từ cái thịt người này nó trở thành cái hôi thối như vậy, nó trở thành cái mỏ mà thơm. Mình nghe thì mình không có tin, nhưng mà thật ra mình thấy nó rất là khoa học. Là người ta làm được, đổi được cái công thức của vật chất thôi. À. Cho nên là người đời, cái người mà ở quả dục giới người ta còn làm được như vậy thì huống gì là những cái chữ thiên mà có đầy oai lực thân lực được. À, cho nên đó, là có những vị chữ thiên mà họ là có niềm tin ở trong Phật Pháp và họ cũng rất là muốn có được phước, cho nên họ sẽ hộ trì cho những người tu tập. Và khi họ hộ trì cho người tu tập thì người tu tập đó hồi hướng phước cho họ thì họ cũng được có phước. Cho nên là trong chùa thì người ta hay tin có cái vị thiền thân hộ pháp. Quý vị hãy nhớ chùa nào có vị thơ mấy vị đó. Mình nghĩ rằng là ồ, cái đó chỉ là biểu tượng thôi, chứ thật sự là biểu tượng. Nhưng mà có những cái vị chư thiên như vậy. Và những vị chư, có những cái việc trong chùa nó rất là mô nhiệm. À, mà chỉ có ai cảm nhận được thôi. Chứ còn mình nói ra thì người khác cũng có tin. Ai biết, ai từng biết thì cảm nhận và mình cảm thấy là mình tin tưởng vào cái thế giới này nó có nhiều cái cảnh giới khác nhau, có luôn nhiều loài chúng sanh khác nhau. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì mình hay nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ là một cái nhân vật hư cấu. À, nhưng mà mình nghe kể thì có nhiều người họ nói rằng họ đi ngoài biển á, và họ niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì họ thấy là có hình ảnh đó, và họ được cứu, đúng không? Thì thật ra theo mình nghĩ chứ ha, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là một vị thiên thôi, một vị trời thôi, đúng không? Và vì trời đó họ còn có cái tấm tư bi và họ còn phát cái nguyện là ai mà muốn cầu, ai mà cầu thì tôi giúp cho. Thì những người thì Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người đang tu tập để trên con đường giác ngộ. Và có người thì họ có cái tấm họ muốn giúp người khác thì họ đi giúp thôi. Thật ra là cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà đừng có để đến cao quá thành một cái nhân vật huyền bí gì cả. Chứ không, thật ra là trên đời này nhiều Bồ Tát nhiều lắm. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm là lắng nghe cái chuyện kêu cứu của chúng sanh để cứu giúp họ thôi, và chỉ là một vị trời thôi, và thậm chí thật ra chỉ là vị trời dục giới thôi, vì ở trong quả dục giới này đi lưu đi tới ở trong quả dục giới này thôi chứ có gì đâu. À, thì mình hiểu như vậy thì mình thật ra thì mình nên có cái tinh thần là mình cũng không có đả phá, mình đả kích gì hết. Ai tin thì tin, họ cái niềm tin của người ta, mình đừng có đả phá cái tinh thần này của mình á. Cả mình tin thì mình tin, còn họ tin là quyền của họ, mình không tin là quyền của mình. Ai cũng có quyền tin hay không tin một điều gì. À, cho nên đó, nhiều khi là mình tôn trọng tôn giáo khác cũng vậy. Như mình nói là Chúa Giêsu là có cách là làm cho người mù là được sáng lại, cho cái người chết sống lại chẳng hạn đó. À, thì mình nói chuyện đó chuyện bày đặt, nhưng mà mình biết đâu người ta làm được làm sao. À, cái chuyện đó là, cho nên có cũng có không có cũng sao, mà họ tin nhiều khi tin còn tốt hơn không tin, đúng không? Như chỉnh với nhờ nhiều khi những cái niềm tin đó đó mà lại là khiến cho họ có những cái phép lạ, mà họ có nhiều người họ chứng nghiệm được cái phép lạ đó và họ càng tin hơn vào Thiên Chúa. Thì có tin thì có ứng thôi, mà thật ra Thiên Chúa mà để những trường hợp mà giúp cho họ được như vậy cũng chỉ là những vị chư thiên thôi. À, thành ra mình sống cái tinh thần mình hòa đồng, mình chấp nhận lẫn nhau, mình sống thì nó rất là nhẹ nhàng và thương yêu. Làm sao đó mình thấy trong Phật giáo của mình thôi, từ do cái sự chuyển biến của lịch sử nó chia ra nhiều tông phái, nhưng mà đó làm sao mà mình sống hòa hài hòa với cả tông phái với nhau. Hôm nay quý vị thấy hai sư cô tại đây ngồi nghe là cái hình ảnh nó rất là đẹp đó. Và cả sư cô là chưa hề gặp sư cô mà nghe tiếng tới thăm, rồi ngày mai cũng xin đi theo một ngày để gần gũi tâm sự hỏi người chuyện này kia. Mình thấy thì ở sư cô dạy ở học viện cũng vậy, sư cô có rất là nhiều học trò là tăng ni sinh của Bắc Tông, Khắc Sĩ, Nam Tông. Nam Tông hiếm lắm, một trường học viện ở trong đó là 1,000 tăng ni sinh mà còn 4 vị Nam Tông thôi. À, rất là ít, nhưng mà mình vẫn đi dạy, chứ mình nổ cho Bắc Tông không cứ dạy. Ai mà có nghe là mình cứ chia sẻ thôi. Vì mình cái những gì mình biết mà họ chưa biết thì mình chia sẻ cho họ, là họ cũng có phước, mình cũng có phước luôn. Ai cũng có lời cả. Cho nên là cô sư cô cũng rất là cảm ơn quý vị, vì nhờ quý vị thì sư cô mới có dịp để mà chia sẻ. Bây giờ rồi ha.
8 giờ 38 phút ạ. Rồi, thế bây giờ mình dừng lại để Vân học lần đấy ha. Dạ, rồi, ai có câu hỏi gì? À, rồi, mời chủ cầm bắt luôn. Vâng, bạch sư cô, con cho con hỏi một tí. Thứ nhất là về con hỏi, sư cô giải nghĩa cho con một cách rõ ràng về phước. Bởi vì cái chữ phước này nó nói một câu đấy là nó rất là mơ hồ. Là bởi vì trong đạo Phật thì là buông bỏ tất cả. Buông, đã buông rồi thì làm sao mà đi kiếm phước? Vậy phước thì nó nằm ở đâu? Rồi. Rất hay. Câu hỏi rất là hay, mà nhờ vậy cô có cơ hội để cô giải thích luôn. Rồi, từ phước á, là trong tiếng Pali á, là chữ punya. Từ punya đi ra từ động từ puna, tí là làm trong sạch. Như vậy phước là gì? Phước là cái pháp mà làm cho cái tâm được trong sạch. Và phước được đồng nghĩa với thiền. Như vậy cái gì mà là thiền thì cái đó là phước. Và mình phải phân biệt là phước và quả của phước nha. À, như vậy đó, mình nói người đó có phước quả, mình hay nghĩ nói là cái quả của phước. Cái thật sự ra cái phước là cái nhân. À, ví dụ như mình tôi đi làm phước, phải không? Tức là đi bố thí. Vậy thì đó, tức là những cái hành động nào là thiền thì chắc chắn nó sẽ đưa tới cái kết quả tốt đẹp. Mà hành động nào bất thiền thì nó đưa tới cái kết quả là xấu ác, là đau khổ. Vậy thì đó, bằng này bằng nói đó, vậy thì mình nói tu là buông bỏ, vì sao mình cứ đi làm phước hoài vậy? À, vậy thì này, mình tu là mình buông bỏ, thì ngay chính cái hành động buông bỏ đó cũng là một phước đấy. Là vì buông bỏ có nghĩa là tâm không tham. Mà tâm không tham là tâm thiền, thì tâm thiền là phước. Nhưng mình không nghĩ tới nó, nhưng mà bản thân nó là phước. Thì bây giờ mình nói rằng là tôi tu là tôi không cần tái sanh nữa, nhưng mà mình chưa đủ, cái sự buông bỏ của mình chưa đủ mạnh, và do cái tập quán của mình là dính mắc rồi. Cho nên là mình phải còn tái sanh trở đi trở lại rất là nhiều. Mà mình biết rằng mình chưa có đi tái, chưa có ra khỏi sanh tử, thì mình, nếu như mình còn sống trở lại thì mình có cần cái phước không? Cùng đi tái sanh mà người có phước với người không phước nó khác nhau. Cho nên mặc dù mình buông bỏ, nhưng mà cái phước nó vẫn là cái hành trang không thể thiếu của một người trong cái tiến trình mà đi trong cái sanh tử luân hồi này để mà ra khỏi nó. Vì vậy đó, và bản thân của cái việc tu tập chính là việc làm phước thôi, bởi vì làm việc thiền thôi. Cho nên mình ra đời để làm gì? Vì sao mình ra đời? Mình ra đời là bởi vì là mình đã có tạo những cái nhân quả trong quá khứ, cho nên bây giờ cái lực, cái nghiệp lực đó nó đẩy mình, nó đẩy mình, cho nên chết rồi mà không có xong, cái lực đó nó đẩy tiếp mình đi ha. Vậy thì khi nó đẩy như vậy đó, làm nhiều khi mình nói tôi còn muốn sinh ra đâu mà cha mẹ cứ sinh tôi ra hoài, mình trách cha mẹ. Chứ thật sự đó đâu phải cha mẹ đâu, do mình đó. À, do mình đi tìm cha mẹ. Không có cái thức đi tái sanh thì cha mẹ gặp nhau cũng đâu có con, đúng không? Cho nên là phải có cái thức của mình đi. Và cái gì cái thức đó là do cái nghiệp lực nó đẩy, trong quá khứ mình làm nhiều nó đẩy. Thì trong cái lực đó nó có cái thiền và có cái ác, nó pha trộn với nhau. Và khi nó có cả thiền cả ác như vậy đó, thì bây giờ là mình phải hành trang mình ra đi, thì mình đôi lúc mình phải chọn lừa chứ, đúng không? Cho nên Đức Phật mà dạy bỏ ác lâm lâm, mình bỏ bớt việc ác để cho cái hành trang của mình nó nhẹ nhàng đi. Vậy đằng nào mình cũng phải hành động, đúng không? Mình sống thì không thể hành động, vì không hành động là sự chết rồi. Sống khác và chết là bên sống là có hành động. Vậy thì giữa hành động thiền với hành động ác mình phải chọn cái nào? Thì phải chọn cái thiền thôi. Thì thành ra đó là dù mình nói buông bỏ đi nữa, nhưng mà sự sống là sự vận động, sự vận hành. Mà nếu như người có trí tuệ thì từ những cái hành động nào tự động nó trở thành thiền. Và tự động nó trở thành cái tài sản của mình, dù mình muốn hay không thì nó trở thành tài sản của mình thôi. Cho nên là đằng nào thì mình cũng phải sống, thì mình phải làm phước thôi. Nếu mình làm phước thì mình làm tội. Mình phải chọn một trong hai, đúng không? Bây giờ này, mình phải chọn này, có người chửi mình. Bây giờ mình có hai cách. Một là mình chửi lại, mà hai mình im lặng. Một là mình nổi sân, hai mình không nổi sân. Vậy thì mình chọn cái nào? Thì mình chọn nổi sân hay chọn không nổi sân? Nhiều khi mình chọn không kịp. À, nhiều khi mình chọn không nổi, mình chọn không kịp là vì sao? Nó automatic rồi, đúng không? Mà chưa kịp suy nghĩ là mình đã chửi lại rồi. Thì đó là vì tập quán. Bây giờ tu đó ha, là thay đổi cái tập quán này. Mà thay đổi cách nào? Có một cái này, là từ khi mà mình nhận cái thông tin từ bên ngoài,
đến khi mình phản ứng lại với cái thông tin đó đó thì nên có một cái khoảng trống ở giữa. Mà bình thường mình không có cái khoảng trống đó, cho nên mình làm hành động theo bản năng, vô cái nó dồi ra liền, nó chửi mình mình chửi lại liền, đúng không? Nó đánh mình mình đánh lại liền. Tức là vào rồi ra là theo bản năng. Còn bây giờ tu này khác nhau ở chỗ ha, nhận vào thông tin nó chửi mình, bây giờ dừng lại, dừng lại ngay chỉnh cái chuột, dừng lại cái khoảng trống đó đó. Ngay cả tâm lý học phương Tây người ta dùng gọi là gì, khoảng lặng thanh thánh. Và họ cũng muốn mình làm sao có được một cái khoảng lặng giữa cái việc tiếp nhận thông tin và phản ứng với thông tin đó. Chỉ cần cái khoảng đó chính là cái khoảng chánh niệm tự giác đó, chính là cái khoảng mà thu thúc các căn đó, chính là kiểm soát các căn mà Đức Phật nói đó. Khi mắt thấy sắc mà không có sanh là do gì? Do mình ngộ chánh niệm nên mắt thấy sắc thấy cái hóa này. Nhưng mà trước khi mà phản ứng đó là mình chỉ có một khoảng lặng dừng lại đã, rồi mình mới phản ứng thì chính là sự soi sáng của chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là mình phải để ý ha, là trước đây mình sống theo bản năng. Nếu như ai mà không có hành thiền thì phần lớn mình sống theo bản năng. Bây giờ mình tập bớt phản năng, bớt bản năng lại, cho nên thiền mình hay nói chậm lại. Vì sao thay kia mình chậm lại? Chậm lại để có kịp có cái khoảng lặng thân thẳng này đó. Và chỉnh cái chỗ này mình mới chuyển nghiệp được. Còn nếu không mình cứ làm theo thói quen. Cho nên tu là chuyện, người ta hay nói tu là chuyển nghiệp. Mình chuyển kiểu nào? Trước khi phản ứng là tạo nghiệp. Trước khi tạo nghiệp mình dừng lại, chánh niệm tỉnh giác như lý tạc ý, để xem thử nó nên phản ứng kiểu gì. Người ta nói chửi mình ha, giận lắm á. Nhưng mà dừng lại bây giờ mình có nên chửi nó không? Hoặc mình nói như thế nào? Thì cái sự nó suy nghĩ đó chính là chánh tư duy đó. Cho nên tu không phải chỉ có chánh niệm thôi, mà phải có thêm chánh tư duy ở chỗ này. Chánh niệm để mình ghi nhận lại thì trong hiện tại mình tư tưởng tư duy suy nghĩ mình có nên nói không, và nếu nói thì nói kiểu gì, thì chỉnh nhờ cái cách suy nghĩ đó mà mình bớt sân. Cho nên nói chánh tư duy là gì? Tư duy vô sân này, tư duy vô tham, tư duy vô hài, đúng không? Đó, nhờ suy nghĩ như vậy mà mình không tham, không sân. Hoặc là mình vào trong cái siêu thị mình thấy cái gì mình tham hết, đúng không? Ở nhà thì ít tham nha, ở nhà mình cảm thấy mình cần gì cả, vậy mà vô trong siêu thị cái gì mình cần cả. Không phải cần, thích. Xin lỗi, giúp tư nhầm. Mà ở nhà thì không cần, không thích gì cả. Mà vô trong cái shopping mall thì cái gì cũng thích hết. Đúng không? Vậy thì, bây giờ mình dạy cái tâm của mình bằng cách đó, là khi mình khởi cái tâm tham đó, thích cái gì đó, mình nói, cái này mình thích thì mình cần. Nếu như mà mình chỉ không cần, mà mình chỉ thích thôi, thì là thôi không mua. Đúng không? Thì đó là chỉnh mình, tự dạy cho mình và chỉnh cái cách suy nghĩ đó làm cho mình giảm đi cái tâm tham thì gọi là chỉnh tư duy. Chứ không phải không là bỏ buông hết mọi suy nghĩ đó nghe. Khi cần suy nghĩ là cứ phải suy nghĩ. Và khi không cần suy nghĩ thì cứ để nó tự nhiên nó vận hành thôi. Còn nếu như cái gì mà nó tu là phải bật dứt hết mọi suy nghĩ. Vậy thì vì sao trong bậc chánh đạo có chỉnh tư duy? Đúng không? Có khi cần suy nghĩ là mình phải suy nghĩ, mà suy nghĩ làm sao để bực tham, bực sân, bực cái làm hại người khác, đó là chánh tư duy. Còn tư suy nghĩ sao một hồi mà tham nhiều hơn, sân nhiều hơn, rồi là hại người ta nhiều hơn nữa. Ví dụ như đó, có người á, nó mới chửi á, mình chưa hiểu, cho nên chưa có nổi giận. Về nhà, bắt tay lên trận, nó suy nghĩ là như thế, ôi chắc kẻ đó, nó nói móc mình, nó nói khắm mình, mà bây giờ mình mới hiểu khi đó mình giận. Như vậy thì đó là gì? Ta tư duy rồi. Tư duy mà kiện cho chưa sân, bây giờ nó sân. Còn bây giờ ngược lại, nó mời đâu, nó nói là mình giận, mình suy nghĩ là thôi giận gì mà kiểu người đó. Bởi vì họ vô minh họ mới nói vậy. Bởi vì họ đang sân họ mới nói vậy, chứ còn họ không sân họ đâu mà nói vậy. Hoặc là họ không hiểu mình họ mới nói vậy, chứ sau này họ hiểu họ không nói được đâu. Thì tự nhiên suy nghĩ xong, được đó sân bây giờ không sân nữa, thì cái đó là chánh tư duy. Thế nên mà chánh tư duy đó cũng là phước. Thành ra là mình nói buông bỏ phải bỏ hết đâu. Mình bỏ là mình theo cái hướng là hướng buông bỏ. Nhưng mà mình đang sống thì có những lúc là khi phản ứng với bên ngoài thì phản ứng bằng tâm thiền, khi phản ứng bằng tâm bất thiền. Mà phản ứng bằng thiền chính là phước, mà bạn phản ứng bằng bất thiền chính là tội. Tội đồng nghĩa với ác và phước đồng nghĩa với thiền. Cho nên mình hay dùng cặp với phước, các bạn hay nói gì là phước mỏng tội dày. Hay thì cặp vậy đó ha, phước mỏng tội dày. Thì như vậy là
Thì chứ không chữ thiền thì đi đối nghiệp với chữ ác. À, thiền thì đối nghiệp với ác, mà phước ấy, thì đối nghiệp với tội. À. Và hai cái chữ đó nó đồng nghĩa với nhau. Ác với tội nó đồng nghĩa, và phước với thiền nó đồng nghĩa. Là rõ đấy ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô lớp pháp, kính bạch sư cô, kính chào tất cả các bạn đồng tu. Rất hạnh hôm nay con lại được gặp lại sư cô lớp pháp. Dạ con xin hỏi sư cô có nhớ con không ạ? Nhớ, năm cái hai ba lần tới đây đều gặp chủ hết á. Dạ con hỏi sư cô liệu pháp về tâm và tâm linh ở trong khóa xuất gia giáo viên người không người tháng bảy thì đúng rồi, cũng có gặp đúng rồi, bây giờ hỏi mà nhớ ra thằng hai ngồi ban đầu ban nhì phải không? Dạ. Rồi. Hôm nay cũng ngồi ban đầu luôn. Hôm nay con hỏi sư cô một câu hỏi nó ở trong cái cuốn sách của những lời Phật dạy của Tỳ Kheo Bồ Đề. Vì con đọc vẫn không hiểu được thì hôm nay nhân tiện cô đến thì con xin phép hỏi. Dạ. Kính mong đại chúng hoan hỉ. Dạ, trong cuốn những lời Phật dạy trang 199 về cái phần nói về vị chuẩn luân thánh vương thì có một câu Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Đa Ha Nhất Mi cho gọi một người và bảo: này khanh, khi nào khanh thấy thiên bảo luân có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ thì báo cho ta biết. Ở chỗ này con không hiểu cái từ thiên bảo luân là như thế nào. Dạ. Con mà mong được sư cô giải thích giúp cho chúng con. Dạ. À, khi mà một vị chuyển luân thánh vương mà ra đời đó thì có luôn là bảy thứ bảo cung sinh ra theo. Thì trong đó là mình nghe là có là thứ nhất là có là người nữ bảo nè, tức là ví dụ như người đó sinh ra là cái người nữ đó là cũng phải xứng tâm và cái vị chuyển luân thánh vương đó nè. Rồi có ngựa bảo nè, rồi là có một cái kho bảo tài sản nè, rồi là có cái cây bảo cũng cung sinh theo, rồi là trong đó là có gọi là một cái bánh, cái gì, bánh xe của cái chiếc xe của cái vị chuyển luân thánh vương đó đó, chiếc xe đó, bánh xe đó cũng là bánh xe bảo. Cho nên cái chữ thiên bảo luân đó thì chữ luân là bánh xe, bảo là quý, à, và thiên là của trời đó, à, thành ra đó là cái khi nào mà cái chữ bánh xe quý đó đó mà nó có bị cái lằn bớt, bị giảm suy bớt á thì bảo cho biết. À, tức là bởi vì cái gì nó cũng chiều hết cái luật của sanh, cái vô thường cũng sự biến hoại cả. À, thành ra đó là khi mà cái dấu hiệu nó biến hoại như vậy thì chứng tỏ cái tuổi thọ của cái vị này cũng sẽ biến hoại và cái phước là cũng sẽ giảm từ từ. À, cho nên là khi dặn như vậy là để cho thấy cái vị này là có một cái người nhắc nhở cho mình để mình có cái sự tu tập, à, để cho cái phước của mình nó đỡ bị tổn hại đi. À, cho nên ví dụ có cái câu chuyện là có cái vị vua đó mà dặn cái người đại thân đó là khi nào mà thấy đến đâu ta mà có xuất hiện một sợi tóc bạc á là phải báo ngay. Là bởi vì khi mà có tóc bạc là việc là tuổi già đã đến rồi, thì lo mà tu bỏ hết tất cả công việc là để mà tu, à, thì cũng theo cái ý nghĩa đó đó. Dạ, tức là những cái bảo sinh ra cùng một vị chuyển luân thánh vương mà khi nó có cái dấu hiệu mà suy giảm thì phải nhắc nhở để vì đó biệt phạt cái tâm tu tập. Dạ. 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 Dạ, con thành kính tri ân sư cô ạ. Thì nhân tiện đây thì con thấy trong cái quá trình giảng pháp của sư cô là sư cô tất cả những người giảng pháp chứ không nói riêng về sư cô, mọi người đều nói nhiều ấy, thì cái viêm họng nó sẽ, cái họng cũng sẽ bị hạn chế nhiều. Thì hôm nay con thì ở vùng quê thôi, con ở trên công nghệ cao Hòa Lạc, thì con cũng không có cái gì để cũng dường sư cô, thì con đeo một cái lọ trà
chanh muối. Nhưng mà nó là cái loại chanh rừng đặc sản được lấy từ núi Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Con xin là thành kính cúng dường sư cô cho ông. Sa thứ sa. À, là cái điều là mấy người mà đi thuyết pháp được cái phước nha, khi mà nói như vậy nhưng mà nó không có kháng cổ, không có bị đau hồng, trừ khi là bị cảm thôi. Quý vị thấy là hồi đầu sư cô mà mới vào đó là nó bị kháng cổ ha, phải uống nước rồi, nhưng mà nói một hồi là hết kháng. Nói hồi nữa là càng cái dòng càng lớn nữa, giống như có pháp hỷ á, mình có cái sự hoan hỷ về pháp á, thì cái năng lượng của mình là tự nhiên nó tràn đầy ra, thì tự nhiên nó vượt lên cái mệt mỏi của thân. Có những buổi mà trước khi mà vào giảng thì nó khá mệt, đi nhiều rồi làm việc nhiều đó, mà đến khi mà giảng một hồi thì tự nhiên lại khỏe ra. Cho nên là quý vị đừng có lo lắng lắm cho các vị giảng sư, họ có cái phước của họ đi. Có ai hỏi gì nữa không? Chắc cũng hết giờ rồi không? Dạ. Hết giờ rồi, thôi mình nghỉ luôn ha. Trước khi nghỉ thì mình cùng nhau hồi hướng ha. Chư thiên hư trên hư không, địa cầu thương ngữ gió thông mọi điều, long ương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc chân khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh, y đàng nô nha thì nàng hô tu xúc y ta hôn tu nha tha yô, y đàng nô nha thì nàng hô tu Sukita hôn tu nha tha yo, y đàng nô nha thì nàng hô tu Sukita hôn tu nha tha yo. Nhờ phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp phiền lành để giữ khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong thầy bi lai. Sa thúc sao.